Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 141, một hồi hỗn chiến lại độ bắt đầu. Bất quá, lần này U Mặc Thành rõ ràng đã không có bất kỳ ưu thế nào. Khương Khiêm đánh lui người kia sau, tay phải nắm chặt huyết kiếm, kiếm chỉ người kia, người bên trên, vẫn là ta bên trên. Hừ, người kia khinh thường lạnh rên một tiếng sau, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh, phẫn nộ quát, Hồ Vương Hoàng Oanh, dứt lời, người kia trên quyền phải bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ linh khí, cuối cùng tạo thành một cái đầu hổ. Ra, một quyền hướng về Khương Khiêm oanh sát mà đến. Giống, mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, vang tận mây xanh, hướng về Khương Khiêm gầm thét đánh tới. Khương Khiêm nhìn xem cái kia mãnh hổ, hai tay nắm chặt trường kiếm, huyết kiếm bên trên lại bắt đầu dựa vào vô số ma khí, tạo thành một thanh cực lớn trường kiếm. Theo mãnh hổ càng ngày càng gần, Khương Khiêm không chút do dự trực tiếp một kiếm vung chém xuống đi một kiếm này cùng mãnh hổ kia va chạm trong nháy mắt gây nên một hồi khí lãng đem trên mặt đất đám người thổi ngã trên mặt đất người kia nắm lấy cơ hội cấp tốc đi tới ngô phi vũ bên cạnh nói thiếu thành chủ chúng ta nhanh lên rút lui gia hỏa này cũng không dễ trêu nếu là tiếp tục đánh xuống mà nói kết cục chỉ có một cái hắn không có tiếp tục nói hết nhưng mà ngô phi vũ cũng đã biết hắn sau đó muốn nói cái gì bại cục sao ta đã biết toàn quân rút lui thiếu thành chủ có lệnh toàn quân rút lui người kia lấy được ngô phi vũ mệnh lệnh sau không chút do dự trực tiếp hồ rút lui rút lui mụ nội nó không nghĩ tới giao mã chạy lại còn cất giấu dạng này một cái hậu chiều không được ta cảm giác nếu như tiếp tục tiếp tục chờ đợi ta ma khí đoán chừng sẽ bị hút sạch sẽ khụ 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 ai tới dìu ta một cái ta không đứng lên nổi ngô phi vũ dẫn theo u mặc thành binh sĩ cấp tốc rút lui mục hạo không nhìn xem bọn hắn rút lui cũng không có tiếp tục đuổi đuổi mà là trơ mắt nhìn bọn hắn rút lui. Không phải, hắn không muốn đuổi theo kích, mà là bọn hắn giao mã chạy đã không có năng lực này. Chiến đấu mới vừa rồi đã để bọn hắn giao mã chạy tổn thất nặng nề. Đại bộ phận cũng đã là thương binh, lúc này truy kích, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Cho nên, hắn không thể không trơ mắt nhìn ngô phi vũ bọn hắn rút lui. Khương Khiêm lúc này đi tới mục hạo không trước mặt, tháo xuống mặt nạ, cười nhạt nói, chạy chủ, ngượng ngùng tới hơi trễ. Không có việc gì không có việc gì, tới vừa vặn, tuyệt không muộn. Mục hạo không lộ ra một nụ cười. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác. Ô, đem tất cả thương binh mang lên trong trại, chuẩn bị trị liệu. Đúng, trước hết để cho một nhóm người chạy tới dập lửa. Là, trại chủ. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu riêng phần mình việc làm. Mục hạo không chuyển quá mức chế diễu nhìn về phía Khương Khiêm, dò hỏi. Đúng, người bên kia những cái kia trại toàn bộ đều làm tốt rồi sao? Ân, trên cơ bản toàn bộ đều làm tốt rồi, Trăm Miêu Trại cũng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Đến lúc đó, chỉ cần tiến công Hắc Hổ Trại thời điểm, sớm thông chi bọn hắn một tiếng liền có thể. Khương Khiêm gật đầu một cái trả lời. Mục Hạo không gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, chờ chúng ta tiêu diệt Hắc Hổ Trại, cái tiếp theo chính là U Mặc Thành. Hiện nay, hắn chỉ cần vừa nhắc tới U Mặc Thành, chính là tràn đầy lửa giận. Hận không thể đem U Mặc Thành toàn bộ hủy diệt. Dù sao, cái này U Mặc Thành năm lần bảy lượt muốn tiêu diệt bọn hắn giao mã trại làm hại bọn hắn giao mã chạy tổn thất nặng nề nhất là lần này thế mà lén lén lút lút đem bọn hắn chạy đốt lên nghĩ không hận đều rất khó khăn cùng lúc đó u mặc thành bại lui trở về ngô phi vũ mặt quay về phía mình nghĩa phụ la giang tràn ngập xin lỗi nói nghĩa phụ hài nhi vô năng ăn một hồi đánh bại la giang đối mặt ngô phi vũ trên mặt không có chút nào ý trách cứ ngược lại vỗ vỗ ngô phi vũ bả vai cười nhạt nói không sao phi vũ thực lực của ngươi vốn là còn chưa đủ, ngươi đi trước tu luyện à? Tạ, nghĩa phụ. Ngô phi vũ hướng về phía La Giang nói ra một câu lời cảm tạ sau, liền quay người rời đi nơi này. Hoàng Khải cùng người kia nhưng là toàn thân run rẩy nhìn xem La Giang. Theo Ngô Phi Vũ sau khi rời đi, La Giang nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hai người bọn họ, chậm chậm nói. Tiền đêm, ngươi rời đi trước à, Ngô Phi Vũ đã cùng ta nói qua, đã hướng ta nói rõ hết thảy. Cho nên, ngươi trước tiên có thể rời đi tạ thành chủ đại nhân tiền đêm nghe vậy nội tâm viên kia một mực treo tảng đá không khỏi rơi xuống thở dài một hơi vội vàng nói la giang khoát tay áo âm thanh lạnh lùng nói ngươi hẳn là cảm tạ cũng không phải ta mà là phi vũ là đa tạ thiếu thành chủ tốt ngươi lui ra đi là tiền đêm đang nghe được la giang lời nói không chút do dự quay người rời đi hoàng khải sợ hãi toàn thân không tự chủ được bắt đầu run rẩy La Giang tay phải đặt ở Hoàng Khải trên bờ vai, nói, Hoàng Khải, lần trước ta có phải hay không nói cho ngươi lần này cơ hội cuối cùng. Bất quá, ngươi tựa hồ căn bản không có bắt được một cơ hội này à. Hoàng Khải ngẩng đầu nhìn về phía La Giang, giải thích nói, thành chủ đại nhân, cũng không phải ta không có xuất lực, mà là cái kia tứ đương ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả tiền đêm ở trong tay của hắn cũng không có được chỗ tốt gì. La Giang nghe vậy, buông lỏng ra Hoàng Khải, xoay người đưa lưng về phía hắn, nói, con người của ta nói được thì làm được cho nên tự vẫn à không nên ép ta động thủ hoàng khải nghe được la giang lời nói cả người té quỵ trên đất trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng một lát sau ánh mắt của hắn bỗng nhiên từ tuyệt vọng chuyển biến trở thành sát ý chậm rãi rút ra trường đao la thành chủ đại nhân ta sẽ tự vẫn dứt lời hoàng khải cả người bỗng nhiên đứng lên một đao vung bổ về phía la giang đi chết đi người này cuồng loạn giống giận nhưng mà một đao này chẳng những không có tới gần đến la giang ngược lại bị một cỗ cường đại sức mạnh đàn hồi ngược lại một cỗ ma khí tựa như cự mãng trong nháy mắt quấn chặt lại tại trên thân hoàng khải la giang lúc này xoay người nhìn về phía hắn thất vọng lắc đầu hoàng khải ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi thành chủ đại nhân van cầu ngài van cầu ngài không cần không nên giết ta hoàng khải khóe miệng tràn ra một tia máu tươi cực kỳ tuyệt vọng cùng sợ hãi mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà La Giang cũng không để ý tới hắn. Một giây sau, Hoàng Khải biến thành một vũng máu. La Giang cúi đầu nhìn xem bãi kia huyết thủy, lẩm bẩm nói. Giao mã chạy tứ đương ra Khương Thiên. Ừ, xem ra lần sau có cơ hội hảo hảo mà chiếu cố ra hỏa này. Ban đêm, giao mã chạy. Vì thế đại hỏa cũng không lan đến gần Khương Khiêm gian phòng. Khương Khiêm nằm ở trên giường, nhìn xem xà nhà, lẩm bẩm nói. Hôm nay mệt chết, vội vội vàng vàng chạy trở về trong trại, kết quả lại gặp U Mặc Thành vây quét. Bất quá, không nghĩ tới U Mặc Thành thành chủ trong đó một cái thủ hạ thực lực lại đã đạt tới phân thần cảnh hậu kỳ, cái kia loại này thành chủ thực lực thật là khiến người cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trong giọng nói, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Đông đông đông, Khương đại ca, ta có thể vào không? Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 142, Khương khiêm nghe được mục dung lời nói, liền từ trên giường ngồi dậy, đi tới cửa ra vào. Mở cửa phòng sau, nhìn xem trước mặt Mục Dung, mở miệng dò hỏi. Không biết, Mục cô nương đêm khuya thế này tới tìm ta là có chuyện gì không? Kia cái gì? Kia cái gì? Khương đại ca, ta có thể tại trong phòng ngươi ngủ sao? Mục Dung lắp bắp, mười phần ngượng ngùng mở miệng nói ra. Khương khiêm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, phát hiện tất cả mọi người đều ngủ ở một khối. Mà, Mục Dung một kẻ nữ tử, cũng không tốt cùng những thứ này cùng nhau ngủ ở bên ngoài. Khương Khiêm cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, cười nhạt nói, có thể, cái kia mục cô nương ngươi cái này vài đêm liền ngủ ở trong phòng ta à. Hi hi hi, cảm tạ Khương đại ca. Mục Dung vui vẻ đi vào. Khương khiêm tùy theo liền khép cửa phòng lại. Các huynh đệ khác nhìn thấy trước mắt một màn, liền nhao nhao bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói tiểu thư đi tứ đương ra trong phòng làm gì? Ngươi quản những thứ này làm gì? Tiểu thư ưa thích tứ đương ra giao mã chạy trên dưới đều cũng biết. Chúng ta những thứ này làm tiểu đệ ngẫu nhiên bát quái một chút còn tốt đừng quá mức tại hiếu kỳ, như vậy đối với người ta đều hảo. Nói cũng đúng, nhưng mà tựa hồ trại chủ chính hắn cũng không có ý thức được, ngươi nói trại chủ phát hiện mình em gái bảo bối đi tứ đương ra trong phòng sẽ làm sao. Còn có thể chuẩn bị, có thực lực tứ đương ra cái này cường đại, lại rất có mưu trí muội phu, hắn vui vẻ còn không kịp đây, lại nói ngươi liền phải trại chủ sẽ biết. Ánh mắt mọi người nhìn về phía ngủ say ngáy ngủ mục hạo không, người người cũng không có cách nào nở nụ cười. Trong gian phòng, khương khiêm trên mặt đất đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất sau nằm ở phía trên liền ngủ thiếp đi khương đại ca khương đại ca khương đại ca mục dung mấy phen la lên khương khiêm cũng không có để ý tới nàng thế là ánh mắt nàng nhìn về phía khương khiêm thời điểm liền phát hiện hắn đã ngủ bên nàng lấy cơ thể nhìn xem khương khiêm ngủ say bộ dáng không khỏi lộ ra lướt qua một cái nụ cười khương ca ca ngủ bộ dáng thật là đẹp mắt dứt lời còn chưa qua bao lâu chính nàng cũng tiến vào trong mộng đẹp ngày thứ hai sáng sớm khi mục dung khi tỉnh lại lại phát hiện khương khiêm biến mất không thấy thế là nàng lập tức chạy đến gian phòng kết quả không có bất kỳ ai nhìn thấy mục hạo không nhìn xem chạy tới chạy lui mục dung gọi lại nàng tiểu dung ngươi đây là tại tìm những thứ gì sao ca khương đại ca đâu vì cái gì sáng sớm liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn mục dung vội vàng mở miệng dò hỏi mục hạo không ngửi lời hồi đáp ngươi nói khương thiên à hắn sáng sớm cũng đã đi đêm trắng thành, nghe nói là muốn đi mua những thứ gì. Ca, ngươi vì cái gì không đem ta quát lên. Mục Dung tức hối hận vừa bất đắc dĩ nói. Mục Hạo không giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, Khương Thiên quá sớm, ta hô ngươi một tiếng, ngươi không để ý đến ta, ta cũng không có đi quấy rầy ngươi. Cái này, Mục Dung sáng sớm chính xác nghe được tiếng kêu to, mới đầu nàng còn tưởng rằng là gà trống hót vang, cũng không có mở ra, tiếp tục ngủ không nghĩ tới, lại là gọi nàng cùng đi. Phàm là, nàng biết là chuyện như thế mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngủ nướng. Cùng lúc đó, một bên khác, Khương Khiêm đã tới Bạch Dạ Thành, cái này Bạch Dạ Thành nghe nói là không có thành chủ. Là hoàn toàn tự do giao dịch cùng buôn bán thành trì. Tại trong cái thành trì này, tự nhiên có không hiếm thấy không được người giao dịch. Khương Khiêm đi tới nơi này cái Bạch Dạ Thành, chỉ là tới xem một chút có hay không phù lục hoặc đan dược buôn bán mới vừa tiến vào trong thành sau, liền có vài tên dáng người xinh đẹp, mặc hở hang nữ tử bò tới. Vị công tử ca này, có muốn tới hay không chơi mấy lần à? Can đoan nhiều người lưu luyến quên về à? Chính là chính là, can đoan để cho công tử ca ngươi vị tường mà đi. Khương Khiêm nhìn xem các nàng, khoát tay áo. Không cần, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói xong, liền bỏ rơi các nàng. Lại quay đầu nhìn thời điểm, cô gái kia đã quấn lên những nam tử khác. Vịn tường rời đi, cùng các nàng chơi, đoán chừng không cần vịn tường rời đi, trên cơ bản ngay cả cửa phòng đều đi ra ngoài. Khương Khiêm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn sau, liền thu hồi ánh mắt. Hắn một mắt liền nhìn ra, những thứ này nữ trên thân tản ra ma khí, hơn nữa ma khí bên trên rõ ràng còn bổ sung thêm nóng bỏng dương khí. Mà đây cũng là thải dương bổ âm phương thức tu luyện mang đến tác dụng phụ. Khương Khiêm đi thẳng tới bạch dạ thành khổng lồ nhất thương hội trong, loạn hỏa thương hội. Vừa tiến vào thương hội trong, Đập vào tầm mắt cũng không phải gì đó phù lục, đan dược hay là binh khí, thậm chí một cây cỏ thuốc cũng không có nhìn thấy. Mà là nhìn thấy từng tòa lồng giam, tại những này trong lồng giam có yêu thú, cũng có nhân loại. Mà những nhân loại này, đại bộ phận cũng là nữ tử. Đương nhiên, cũng có bộ phận trẻ tuổi anh tuấn nam tử. Một cái ăn mặc thiên hướng mộc mạc nam tử đi tới khương khiêm trước mặt, hai tay ma sát, một mặt nịnh hót cười hỏi, không biết vị công tử này muốn mua thứ gì. Vị này nô lệ như thế nào? trẻ tuổi mỹ mạo, mấu chốt nàng còn là lần đầu tiên à. Khương Khiêm nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta nghĩ mua sắm một chút phù lục cùng đan dược. Đối với loại người này, Khương Khiêm thật sự là không nhắc lên được hảo cảm, thậm chí mười phần mâu thuẫn. Nhưng mà, thế giới này chính là như thế tàn khốc, mạnh được yếu thua. Nhất là cái này loạn châu đem luật rừng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thì ra, khách nhân ngài muốn mua phù lục cùng đan dược à, cái này vô cùng tốt xử lý, thỉnh hướng về lầu hai thỉnh. Nam tử kia lập tức mang theo Khương Khiêm hướng về lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2. Lầu 2 liền cũng là một chút đan dược, phù lục cùng với một chút thảo dược. Mà đẳng cấp thấp nhất đan dược cũng là một chút tứ giai đan dược. Phù lục cũng là như thế. Nhưng mà, cao nhất cũng chính là đến lục giai. Khương Khiêm quay đầu nhìn về phía nam tử kia, dò hỏi: "Có hay không có thể chống cự hợp thể cảnh một kích toàn lực phòng ngự phù lục?" "Có, có, công tử ngài mời tới bên này." Nam tử kia mang theo Khương Khiêm đi tới một bó ngũ giai kim cương phù lục phía trước. Một bó không sai biệt lắm năm, sáu tấm. Khương Khiêm cúi đầu liếc mắt nhìn giá cả. Khá lắm, một tấm liền muốn 10 vạn huyền tệ. Cái này năm, sáu tấm không thể năm sáu trăm ngàn huyền tệ. Ta chỉ cần một tấm, ta còn cần mua sắm khác phù lục. Khương Khiêm nói thẳng. Chính mình tổng cộng cũng mới từ mục hạo không nơi đó yêu cầu 50 vạn huyền tệ. Vốn đang dự định mua khác phù lục, đây nếu là duy nhất một lần cũng mua rồi cái này kim cương phù lục, chẳng phải không có tiền. Nam tử kia nghe được Khương Khiêm lời nói, hết sức vui vẻ gật đầu một cái. Tốt, ta này liền vì ngài lấy xuống một tấm. Mà liền tại, nam tử kia chuẩn bị lấy kim cương phù lục thời điểm, lầu một chuyển đến tiếng vang cực lớn. Nam tử cùng Khương Khiêm ánh mắt tất cả nhìn về phía lầu một. Một cái không sai biệt lắm 13-14 nữ hài, trực tiếp đỉnh ngã lật lồng sắt, cuồng loạn gầm thét. Các ngươi đám hỗn đản này thả ta ra ngoài, nhanh lên thả ta ra ngoài. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 143, ra hỏa này lại bắt đầu ồn ào. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy viết không kiên nhẫn, sau đó hướng về phía phía dưới thủ hạ nổi giận nói, còn không mau một chút đỡ lấy chiếc lồng, miễn cho ảnh hưởng đến những khách nhân khác tâm tình. Là, phía dưới vài tên đại hán lập tức đem lồng sắt đỡ lên. Hơn nữa, bọn hắn hướng về trong lồng sắt phun ra một chút kỳ lạ dược tề cỗ này dược tề để tên này thiếu nữ trong nháy mắt lâm vào trong hôn mê an tĩnh lại khương khiêm nhìn một màn trước mắt quay đầu nhìn về phía tên nam tử kia dò hỏi thiếu nữ này là a à, thiếu nữ này tựa hồ không có ý định từ nam châu chạy tới loạn châu kết quả bị chúng ta bắt được nam tử nói thở dài một hơi giang hai tay ra nói gia hỏa này thế nhưng là một cái đau đầu phía trước mấy cái mua nàng cố chủ kết quả đêm đó liền bị nàng giết chúng ta phí hết lớn kình mới dùng chảo trở về nàng nàng làm hại chúng ta loạn hỏa thương hội trên danh nghĩa nhận lấy nhất định tổn hại nếu như không phải xem ở tiêu phí quá nhiều tinh lực bắt nàng bằng không thì nàng cũng sớm đã chết bây giờ có người nghe được gia hỏa này tên tuổi trên cơ bản sẽ không có người dám đi mua nàng khương khiêm nghe vậy khẽ gật đầu xoay người ánh mắt nhìn về phía xa xa khác phù lục nói tốt tiếp tục giúp ta chọn lựa một chút phù lục à được nay liên vì công tử ngài đề cử ngài cần có phù lục nam tử thay đổi bất đắc dĩ trên mặt một lần nữa thay đổi nịnh nọt nụ cười, hắn trở mặt tốc độ có thể so với lật sách. Không sai biệt lắm, trên dưới chừng 10 phút đồng hồ. Khương Khiêm tất cả huyền tệ toàn bộ tiêu hết, trong tay nhiều hơn đánh phủ lục. Công tử bởi vì ngài khách mới, hơn nữa duy nhất một lần tại bản điếm tiêu phí 50 vạn huyền tệ. Bản thân tự tiện làm chủ, ngài có thể tại lầu một chọn lựa một cái giá trị cùng 50 vạn huyền tệ ngang hàng nô lệ. Nam tử kia mở miệng nói ra, Đối với Khương Khiêm loại này duy nhất một lần trực tiếp tiêu phí 50 vạn huyền tiền người, thế nhưng là một cái khách hàng lớn. Bọn hắn tự nhiên muốn lấy loại phương thức này, đem Khương Khiêm hóa thành thường trú khách hàng, mà không phải loại kia duy nhất một lần. Đây cũng chính là bọn hắn loạn hỏa thương hội có thể tại Bạch Dạ thành loại địa phương này, một nhà độc quyền nguyên nhân chủ yếu một trong. Còn có loại này phúc lợi. Ha ha ha, đây là tự nhiên, còn xin công tử ngài chọn một, hoặc nhóm này không có ngài yêu thích, ngài cơ hội lần này có thể lưu đến kế tiếp lần vậy cái kia nam tử cười nhạt trả lời khương khiêm tùy theo trực tiếp thẳng hướng lấy thiếu nữ kia đi tới cúi đầu liếc mắt nhìn giá cả vẻn vẹn chỉ cần hai mươi vạn huyền tệ hắn nhìn xem vẫn còn trong hôn mê thiếu nữ quay đầu nhìn về phía tên nam tử kia nói liền ra hỏa này à ra hỏa này nam tử kia có chút không hiểu dò hỏi khương khiêm khẽ gật đầu nói không tệ chỉ nàng cái này tốt à nam tử kia cũng không có nói tiếp thứ gì liền bắt đầu mệnh lệnh những cái kia thủ hạ đem thiếu nữ này từ bên trong phóng xuất. Ngay tại, bọn hắn chuẩn bị cho thiếu nữ bên trên một bộ thiết thủ còng tay thời điểm, lại bị Khương Khiêm ngăn trở. Không cần. Khương Khiêm lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nam tử kia cũng không có nói cái gì, tay phải quơ quơ, những cái kia tiểu đệ liền không có cho thiếu nữ động tay còng tay, thành thành thật thật đem hắn đưa đến trong tay Khương Khiêm. Khương Khiêm liền giống như khiêng hàng hóa, đem thiếu nữ khiêng ra loạn hỏa thương hội. Trên đường cái, những người khác nhìn xem Khương Khiêm khiêng thiếu nữ, không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái, thậm chí cũng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao, loại chuyện này tại Bạch Dạ Thành cũng không phải gì đó chuyện đáng ngạc nhiên, ngược lại có thể nói là mười phần bình thường sự tình. Rời đi Bạch Dạ Thành sau, Khương Khiêm liền gọi ra tới huyền giai linh thuyền. Hắn không chút khách khí đem thiếu nữ ném tới bong thuyền, chính mình nhưng là ngồi ở trên ghế, lái linh thuyền rời đi. Không biết, trôi qua bao lâu. Thiếu nữ dần dần mở mắt, nàng phát hiện mình thế mà không có ở trong lồng sắt, mà là tại một chiếc linh trên thuyền. Tỉnh lại, Khương Khiêm một thân một mình 10 phần chuyên chú chơi lấy cờ máy bay, cảm nhận được thiếu nữ thức tỉnh, thế là hô một tiếng. Nghe được Khương Khiêm âm thanh, thiếu nữ lập tức làm ra cảnh giác động tác, trên tay phải hiện lên một đạo 10 phần yếu ớt bát quái trận đồ án. Một giây sau, thiếu nữ tay phải duỗi ra, đạo kia bát quái trận đồ án trong nháy mắt hướng về Khương Khiêm đánh tới. Khương Khiêm ánh mắt thoáng nhìn, một cỗ ma khí trong nháy mắt quấn chặt lấy hắn bát quái trận đồ án. Răng rắc. Không đến phút chốc, bát quái trận đồ án trong nháy mắt tan rã, hóa thành một tia khói trắng, theo gió tiêu tan. Thiếu nữ nhìn thấy trước mắt một màn, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ là cái kia một chút. Nàng liền biết rõ, trước mắt cái này cá nhân thực lực hoàn toàn không phải lúc trước mấy cái kia giá áo túi cơm người mua có thể chỗ nhìn bằng nửa con mắt. Gia cát gia thiên quyết bát quái pháp, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi là nam châu gia cát gia người. Khương Khiêm buông xuống quân cờ, xoay người nhìn về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ nghe được Khương Khiêm lời nói, con ngươi co rụt lại, vội vàng hỏi, ngươi là người nào? Tại sao lại biết ta ra cát ra bí pháp một trong? Ta là người như thế nào? Điểm này, tựa hồ không trọng yếu. Khương Khiêm mỉm cười sau, hỏi, ngược lại là, ta đem ngươi từ loại địa phương kia giải cứu ra, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Hừ, thiếu nữ lạnh rên một tiếng, hai tay ôm ngực, cũng không trả lời Khương Khiêm lời nói. Khương Khiêm cười lắc đầu, xoay người tiếp tục bắt đầu chơi cờ máy bay, một bên chơi, vừa hỏi nói, ngươi tên là gì? Gia Cát Giao Giao, ngươi vì sao lại đi tới nơi này cái loạn châu? Tìm kiếm giết chết đệ đệ ta hung thủ, kết quả không có ý định chạy tới cái này loạn châu. Đệ đệ ngươi là? Gia Cát Phong, Khương Khiêm nghe tên này, dừng lại một lát sau, liền tiếp theo rơi xuống cờ máy bay. Gia Cát Phong, chính là cái kia Gia Cát Gia Tiểu Thiếu Gia. Không nghĩ tới, ta thế mà lại cứu được người này tỉ tỉ. Gần nhất, Ta tự hồ gặp phải gặp thường đến gia cát ra người. Phía trước có ra cát Thanh Nguyệt, sau có gia cát Giao Giao. Lúc này, ra gia cát Giao Giao đi tới Khương Khiêm trước mặt, nhìn xem cái này nàng chưa bao giờ thấy qua bàn cờ. Đây là đồ vật gì? Cờ máy bay, muốn cùng nhau chơi đùa sao, ta dạy cho ngươi nên như thế nào chơi. Thử thử xem. Ra gia cát Giao Giao mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà lại là một cái ước chừng người mê cờ. Bây giờ nhìn thấy, một cái hoàn toàn mới cờ Pháp, tự nhiên sinh ra 10 phần hứng thú. Không đến vài phút, Gia Cát Giao Giao liền hoàn toàn đắm chìm trong cờ máy bay trong đó. Hai người từ ban ngày một mực chơi đến trạng vạng tối. Hi hi hi, ta lại chiến thắng, xem ra kỹ thuật của ngươi cũng không như thế nào đi. Gia Cát Giao Giao vui vẻ cười nói. Đang du ngoạn cờ máy bay phía dưới. Gia Cát Giao Giao tinh tường trước mắt nam tử này không có cái gì ý nghĩ xấu. Cũng liền đối với hắn buông xuống đề phòng. Khương Khiêm khóe miệng giật giật, nhìn xem Gia Cát Giao Giao ta sát, tiểu nha đầu này lúc này mới chơi bao lâu, thậm chí ngay cả liền chiến thắng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa trăm miêu trại, bỗng nhiên đứng lên. Không tới sao. Gia Cát Giao Giao nói, ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm bóng lưng, dò hỏi. Rõ ràng, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khương Khiêm lắc đầu, nói, không tới, ta dẫn ngươi đi gặp một cái, ngươi có thể sẽ người quen biết. Ta nhận biết người. Gia Cát Giao Giao nghi ngờ đi tới Khương Khiêm bên cạnh nhận biết người. Chẳng lẽ, ta ra cát ra còn có người sẽ ở trong cái này loạn trâu. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 144, sau đó không lâu. Khương Khiêm mang theo ra cát giao giao đi tới trăm miêu trại bên trong. Trương Cao Siêu nhìn xem đột nhiên đến thăm Khương Khiêm, dò hỏi. Khương Công Tử, ngài đột nhiên tới bản trại là có chuyện gì không? Chẳng lẽ là muốn tìm trại chủ? Không tệ, các ngươi trại chủ đâu? Khương Khiêm gật đầu một cái dò hỏi trương cao siêu chỉ hướng thư phòng phương hướng nói trại chủ trước mắt trong thư phòng vẽ phù lục vừa vặn ta cũng có phù lục phương diện sự tình cần tìm nàng nói xong khương khiêm liền hướng thư phòng phương hướng đi đến gia cát giao giao cũng lập tức đuổi theo kịp khương khiêm bước chân trương cao siêu nhìn xem khương khiêm đi theo phía sau gia cát giao giao lẩm bẩm nói khương công tử khẩu vị có chút đặc biệt à tính toán có lẽ loại này cường giả liền tốt một hớp này đâu nói xong hắn quay người về tới trên cương vị mình. Gia Cát Giao dao đi theo sau lưng Khương Khiêm, mở miệng dò hỏi. Ngươi nói, nơi này có người ta quen biết. Không tệ, chờ ngươi nhìn thấy thời điểm, ngươi thì sẽ biết. Khương Khiêm cười thần bí sau, đứng ở cửa thư phòng. Đông đông đông, Gia Cát trại chủ, là ta giao mã trại tứ đương ra. Vào đi. Gia Cát Thanh Nguyệt nghe vậy, liền trả lời. Chờ Khương Khiêm đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong thư phòng. Gia Cát Giao dao theo sát phía sau. Gia Cát Thanh Nguyệt mắt thấy Khương Khiêm tiến vào, liền đã dừng lại trong tay động tác, buông xuống bút lông, ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm nghi vấn hỏi. Ta nghe nói quý trại, hôm qua vừa mới bị U mặc Thành vây quét. Bây giờ tới, cũng không phải là muốn thương thảo tiến công hắc hổ trại sự tình à. Cô cô. Trốn ở Khương Khiêm sau lưng Gia Cát Giao Giao nhìn thấy Gia Cát Thanh Nguyệt trong nháy mắt, theo bản năng mở miệng hô. Gia Cát Thanh Nguyệt theo thanh âm đàm thoại, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Giao Giao, trên mặt trong nháy mắt viết đầy kinh ngạc. À nàng vội vàng đi tới gia cát giao giao trước mặt dò hỏi giao giao ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại loạn châu ngươi không phải hẳn là tại trong gia cát ra sao gia cát giao giao hướng gia cát thanh nguyệt nói rõ hết thảy gia cát thanh nguyệt sau khi nghe xong hướng khương khiêm nói cảm tạ may mắn mà có ngươi mới khiến cho giao giao rời đi loại địa phương kia cảm tạ đồng thời gia cát thanh nguyệt đối với khương khiêm thân phận cũng sinh ra nghi hoặc hắn thật sự lại là cái kia khương thiên sao nếu như là thật sự hắn vì cái gì còn có thể cứu phía dưới chính mình giết chết người tỷ tỷ. Thân phận của hắn, ta nhất thiết phải điều tra rõ ràng. Khương Khiêm khoát tay áo, cười nhạt nói, không có việc gì, hai người các ngươi trước tiên trò chuyện, ta sự tình tạm thời còn không quá mau. Gia Cát Giao Giao lập tức hướng Gia Cát Thanh Nguyệt dò hỏi, cô cô, vì cái gì ngươi đột nhiên đi không từ giã? Rời đi Nam Châu đi tới cái này loạn châu. Gia Cát Thanh Nguyệt đối mặt Gia Cát Giao Giao lời nói, do dự sau một hồi, vẫn là không có nhẫn tâm nói cho gia cát giao giao chân tướng chính mình là bởi vì phụ thân nàng gia cát gia đương đại gia chủ chỗ đuổi đi ra hơn nữa còn bị loại bỏ ra phả năm đó ta muốn tìm tìm đột phá đến ngũ giai phù sư thời cơ kết quả đánh bậy đánh bạ đi tới cái này loạn châu gia cát thanh nguyệt mỉm cười hồi đáp kỳ thực khi còn chưa tới loạn châu nàng cũng đã là ngũ giai phù sư gia cát giao giao nghe vậy gật đầu một cái nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này à đúng Cô cô ngươi có phương pháp rời đi cái này loạn châu sao? Nàng thật sự là một khắc cũng không muốn tại cái này loạn châu tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Gia cát Thanh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta không có, cho đến trước mắt cơ hồ không có một người có thể vượt ngang sấm chớp mưa bão chi hải." Bất quá, hắn lại tựa hồ như có phương pháp rời đi cái này loạn châu. Nói xong, các nàng hai người ánh mắt đều nhìn về Khương Khiêm. Khương Khiêm giang hai tay ra, nói, "Các ngươi bây giờ gọi ta mang các ngươi rời đi, ta cũng không có biện pháp gì." đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe vậy ra các thanh nguyệt hướng Khương Khiêm hỏi, đúng, ngươi vừa mới nói có chuyện cần tìm ta, là chuyện gì? a à đúng, ngươi xem một chút những thứ này tứ dai phù lục có thể hay không tăng lên tới ngũ dai. Khương Khiêm nói đem những thứ này tứ dai phù lục đưa cho nàng. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem trong tay những thứ này tứ dai phù lục, nói, những bùa chú này phù sư, ngược lại có chút trình độ, mặc dù cùng ta vẫn còn có chút chênh lệch. Có thể chứ? Tự nhiên có thể. Cần bao nhiêu thời gian? Nếu như, ngươi kêu ta làm ra mấy chương phù lục, đoán chừng không có 5-6 ngày, ngươi căn bản lấy không được. Nhưng mà nếu như chỉ vẻn vẹn là đem tứ dai tăng lên tới ngũ dai mà nói, đại khái chỉ cần một canh giờ. Nói xong, gia các thanh nguyệt cũng đã tiến nhập trạng thái, đem những bùa chú này toàn bộ đặt ở trên mặt bàn, tay phải cầm bút lông, tinh thần toàn bộ triển khai. Khương Khiêm cùng Gia Cát Giao Giao ngồi đàng hoàng ở phía xa nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt vẽ phù lục. Gia Cát Giao Giao nhìn xem lơ lửng tại chính mình cô cô quanh thân phù lục, cùng với cái kia cường đại tinh thần khí tràng, không khỏi vì đó cảm thấy kinh ngạc. À. Không nghĩ tới, cô cô ta thế mà đạt đến ngũ giai phù sư, đây chính là Gia Cát Gia từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tính ngũ giai phù sư. Gia Cát Giao Giao một mặt kiêu ngạo nói. Khương Khiêm nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt nhìn Gia Cát Giao Giao một mắt. Gia Cát Gia, Cô cô ngươi sớm đã bị đá ra ra cát ra, trên da phả thậm chí đều xóa đi cái tên. Triệt triệt để để cùng ra cát ra không có bất kỳ quan hệ gì. Tính toán, tất nhiên ra cát thanh nguyệt đều lựa chọn che giấu đi, ta liền lười nói đi ra. Ngay tại dài răng giặc trong khi chờ đợi. Khương khiêm trong đầu, bỗng nhiên vang lên hệ thống cái kia lâu ngày không gặp băng lãnh tiếng cơ giới. Hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt hệ thống vì 2.0. Thăng cấp ban thưởng như sau, thiên giai sao băng thạch 11, ngẫu nhiên công pháp để thăng cơ hội 11, nửa khối bí cổ thần điện phiến đá. Kiểm tra đến đặc thù địa điểm, loạn châu, trăm miêu trại thư phòng. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Khương Khiêm bắt đầu có chút chờ mong cái này thăng cấp đi qua hệ thống có thể hay không mang đến cho hắn cái gì tốt ban thưởng. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu được, cửu giai phù sư tâm đắc. Một giây sau, Khương Khiêm trong đầu bỗng nhiên tràn vào đại lượng học thức. Những thứ này học thức từ từ bắt đầu cùng thân thể của hắn dung hợp lại với nhau hắn nhìn xem ra các thanh nguyệt vẽ phù lục từ phía trước căn bản xem không hiểu hiện nay lại một mắt xem hiểu hơn nữa hắn còn có thể nhìn ra ra các thanh nguyệt vẽ phù lục bên trong một chút không đủ đây chính là cửu giai phù sư tâm đắc sao bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tâm đắc ta vẫn không thể trực tiếp động tay vẽ đơn giản tới nói chính là khương khiêm liên quan tới cửu giai hoặc cửu giai phía dưới phù sư kiến thức điểm kinh nghiệm vì cao nhất cấp nhưng mà đối với thực thao điểm kinh nghiệm lại là không đúng tựa hồ còn có một cái cái gì ngẫu nhiên công pháp để thăng cơ hội, sử dụng mất đi xem một chút. Chúc mừng túc chủ, đem vạn đạo tập được xuất thần nhập hóa. Vạn đạo, chính là cái kia từ Long Viêm Quốc trong tay trương sĩ đạt được công pháp. Ta đều kém chút quên đi, còn có một cái dạng này công pháp. Nhàn nhạt thử một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên giá sách một bản đoán chừng, đưa tay phải ra, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đánh cắp. Dứt lời, tay phải bên trên trống rỗng xuất hiện bộ sách kia. Ngoạ tào môn công pháp này như bức ả à. khương khiêm khóe miệng hơi hơi dương lên thu hồi tay phải lại phát hiện trong thư tịch kẹp lấy đồ vật gì ân cái màu đỏ này là cái gì nói xong hắn nghi ngờ mở ra sách kết quả mở ra cả người trong nháy mắt ngơ ngẩn bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua ta trở thành tập 145 con mẹ nó tại sao có thể có yếm đỏ dùng sức quá mạnh không nghĩ tới ngay cả loại đồ chơi này cũng có thể trộm lấy tới khương khiêm lập tức khép lại cổ thư ra vẻ chấn định ngồi ở trên ghế lại nói cái đồ chơi này là ai ánh mắt của hắn nhìn về phía gia cát giao giao gia cát giao giao chú ý tới khương khiêm ánh mắt nghi vấn hỏi có chuyện gì không khương khiêm cười nhạt lắc đầu không có cái gì hẳn không phải là nàng đó chính là ánh mắt của hắn nhìn về phía đang tại vẽ phù lục gia cát thanh nguyệt càng xem càng giống đoán chừng chính là nàng có thể là bởi vì hiện nay hết sức chăm chú tại vẽ phù lục cho nên căn bản không có chú ý tới. Một lát sau, Khương Khiêm lập tức lại đem cổ thư thả trở về. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Thanh Nguyệt tay phải nhẹ nhàng phất một cái, tất cả phù lục tất cả về tay phải. Nàng đi tới Khương Khiêm trước người, đem hắn phù lục đưa cho Khương Khiêm. Khương Khiêm ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, tiếp nhận phù lục nói cảm ơn. Đa tạ. Dứt lời, hắn liền vội vàng đứng dậy, hướng về phía Gia Cát Thanh Nguyệt nói. Sắc trời không còn sớm, ta liền không tiếp tục quấy giày Gia Cát trại chủ bây giờ sắc trời đã tối xuống cho nên không bằng ở lại như thế nào gia cát thanh nguyệt mở miệng mời đây nếu là đổi lại là trước kia khương khiêm tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng nhưng mà lúc này không giống ngày xưa cái này muốn tiếp tục tại trăm miêu trại tiếp tục chờ đợi bị phát hiện đoán chừng buổi tối hôm nay hắn liền bị gia cát thanh nguyệt hoàn thành phủ lục khương khiêm cười nhạt đong đưa đầu khoát tay áo đa tạ gia cát trại chủ hào ý bất quá trại chủ có lệnh ta hôm nay nhất thiết phải trở về, cho nên liền không tiếp tục ở lại. Tốt à, vậy ngươi dọc theo đường đi cẩn thận chút. Ân, a à đúng, ra các trại chủ ngươi vẽ phù lục thời điểm, hạ thủ có thể ác hơn một chút, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Dứt lời, Khương Khiêm thân ảnh liền biến mất trong đêm tối. Hạ thủ ác hơn một chút, ác hơn một chút. Gia Cát Thanh Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến, ta phía trước chính là quá cẩn thận rồi, nói không chừng hạ thủ hung ác một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không nghĩ tới, hắn tại phương diện phù lục lại còn có chút tạo nghệ, hắn người này thực sự là làm cho người càng ngày càng nhì không thấu. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía gia cát giao giao, mở miệng nói: giao giao, ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi chính ngươi gian phòng, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại cô cô ở đây. Ân. Gia cát giao giao khôn khéo gật đầu một cái, tiểu diêu, mang ta chất nữ đi trong phòng gia cát thanh nguyệt nhẹ giọng hô một cái thị nữ lập tức chạy chậm tới rất cung kính đi tới gia cát giao giao trước mặt nói tiểu thư ta này liền mang ngài đi phòng của ngài ân đa tạ chợt gia cát giao giao theo cái này tên là tiểu diêu thị nữ rời đi nơi đây gia cát thanh nguyệt nhìn xem các nàng sau khi rời đi tay phải nhẹ nhàng vung lên cửa thư phòng một lần nữa đóng lại sau đó không kịp chờ đợi lại bắt đầu vùi đầu sử dụng vừa mới khương khiêm nói tới phương pháp bất quá không đến phút chốc nàng bỗng nhiên dừng lại vẽ lấy bút lông, chân mày hơi nhíu lại, như thế nào có chút không đúng. Nói xong, ánh mắt nàng một thấp, kết quả phát hiện mình cái kia không thấy. Trong nháy mắt trên mặt một hồi đỏ bừng. Vì thế, nàng mặc rất nhiều giày, nhìn không ra. Khương Khiêm, nhất định là vậy người, ta nói hắn vì sao lại vội vã như thế rời đi. Lần sau, ta lại nhìn thấy tên kia, ta nhất định nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Gia Cát Thanh Nguyệt nổi giận nói, hai tay che ngực căn bản là không có cách lại tập trung tinh thần vẽ phù lục ngáp khương khiêm ngồi ở linh trên thuyền hát xì hơi một cái vút vút cái mũi lẩm bẩm nói ai tại nói ta tính toán may mà ta chạy đến nhanh bằng không thì bị phát hiện nhưng là thảm rồi nói xong trong đầu của hắn không khỏi hiện lên bức kia tràng cảnh khụ 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 ta thế nhưng là chính nhân quân tử ta tại sao có thể nghĩ loại chuyện này đâu khương khiêm ho nhẹ một tiếng lắc đầu sắp xếp ý nghĩ một chút sau liên nằm ở bong thuyền ngáp một cái trên dưới hai canh giờ khương khiêm đã tới giao mã chạy bầu trời hắn trực tiếp từ linh trên thuyền nhảy xuống tới bình ổn sau khi hạ xuống tay phải nhẹ nhàng vung lên linh thuyền biến mất theo không thấy mục hạo không nhìn xem trở về khương khiêm cười hỏi ngươi như thế nào muộn như vậy mới trở về có phải hay không chơi có chút bất diệt nhạc hồ hắn cô y hướng khương khiêm nhíu mày lộ ra một bộ bộ dáng ta đều hiểu khương khiêm lập tức liền mục hạo không suy nghĩ cái gì bất đắc dĩ cười khổ một tiếng không có ta đi mua sắm một chút ngũ dai phù lục đi ở giữa xảy ra một ít chuyện cho nên về trễ một chút ở giữa xảy ra một ít chuyện mục hạo không bỗng nhiên tới hứng thú tay phải khoác lên khương khiêm trên bờ vai một mặt khao khát kiến thức bộ dáng khóe miệng hơi hơi dương lên nói có thể hay không đối với ở giữa phát sinh sự tình nói cẩn thận một chút ta hiếu học tập học tập những người khác nghe được loại chủ đề này trong nháy mắt xông tới. Có thể nhìn ra, bọn họ đều là khát vọng kiến thức nam nhân tốt. Khương Khiêm đối mặt bọn hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ. Mục hoa tựa như móng heo một dạng tay phải, nâng gương mặt, chửi bậy. Quả nhiên, nam nhân không có một cái nào là đồ tốt, tiểu thư ngươi nói đúng không? Tiểu thư, mục hoa kiến mục dung không để ý đến nàng, thế là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mục dung. Mục dung ánh mắt bây giờ gắt gao nhìn về phía Khương Khiêm, sau đó, nàng hướng thẳng đến Khương Khiêm đi tới liền đẩy ra mục hạo không. Khương Khiêm nhìn xem khí thế hung hăng mục dung, lại bị bị hù lui về phía sau một bước. Mục cô nương, ngươi, ngươi muốn làm thứ gì? Khương Khiêm từ trên người nàng thế mà cảm nhận được Khương Tử Huyên cùng với bạch phiêu tuyết các nàng chúng nữ trên thân khí chàng không khỏi có chút sợ. Mục dung ánh mắt nhìn chằm chặp Khương Khiêm hai mắt, hỏi, Khương đại ca, ngươi đến bạch dạ thành làm những thứ gì? Chính là mua một chút phù lục. Thật sự, Mục Dung có chút không tin nhìn xem Khương Khiêm. Khương Khiêm thấy vậy, cũng liền không thể làm gì khác hơn là toàn bộ đỡ ra, ngoại trừ trộm lấy ra các thanh nguyệt yếm đỏ chuyện này không có nói ra. Mục Hạo không ngửi lời, không khỏi cả kinh. Ra các thanh nguyệt cái kia nương môn, thế mà còn là một cái ngũ giai phù sư, ta vẫn cho là nàng là tứ giai phù sư, xem ra tin tức của ta vẫn còn có chút bế tắc. Bất quá, đây chính là ngươi ở giữa phát sinh một ít chuyện. Bỗng nhiên, có chút thất vọng. Những người khác trên mặt cũng viết đầy thất vọng. Nhìn ra, bọn hắn đối với kiến thức khát vọng tiêu thất những người khác liền nhao nhao tán đi mục dung khi nghe đến khương khiêm sau khi trả lời trên mặt bộ kia bộ dáng nghiêm túc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hì hì nở nụ cười ta liền biết khương đại ca tuyệt đối không phải loại người như vậy lời nói vừa dứt mục dung tiện quay người hướng về trong phòng đi đến khương khiêm nhìn xem bọn hắn hít một hơi cái gì cùng cái gì à thôi thôi ta vẫn đi bên trong bí cảnh thử thử xem cái này vạn đạo cực hạn ở nơi nào Dứt lời, hắn tìm một cái địa phương không người, lặng yên không tiếng động tiến vào trong bí cảnh. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 146 Trong bí cảnh Khương Khiêm nhìn xem hoàn toàn như trước đây khôi lỗi, khóe miệng hơi hơi dương lên, trộm lấy. Dứt lời, lại không phản ứng chút nào. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn tay phải, phát hiện trong tay cũng không có bất kỳ vật gì. Không cách nào đối với khôi lỗi sinh ra hiệu quả sao. Khương Khiêm hơi có chút thất vọng lắc đầu khôi lỗi ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem khương khiêm không chút biểu tình nói ngượng ngùng có lẽ muốn để ngươi thất vọng chủ nhân cũng không cho ta thiết trí loại chức năng này cái quái gì khương khiêm khóe miệng giật giật không cần chứng trạc đàng hoàng nói ra những lời này dạng này sẽ cảm giác có chút khó chịu à nội tâm chửi bậy một phen sau khương khiêm lắc đầu quay người rời đi trên không lầu các đi tới trên mặt đất hắn cũng không hướng về ma kiếm bọn chúng vị trí đi đến mà là đi tìm kiếm một chút tương đối thấp cấp yêu thú. Rất nhanh, liền để hắn gặp một cái yêu thú cấp 3. Tới vừa vặn, liền vậy ngươi kiểm tra một chút môn công pháp này à? Khương Khiêm mỉm cười, trên thân bốc lên từng sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc khí. Trộm lấy. Một tiếng quát nhẹ. Đầu kia yêu thú cấp 3 lại không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất, không có vết thương, không có đổ máu. Cũng đã không có bất kỳ khí tức gì. Vào giờ phút này Khương Khiêm trong tay phải lại xuất hiện một quả trái tim đang đập. Nhẹ nhàng nắm chặt, trái tim vỡ tan theo. Xem ra loại công pháp này đối với yêu thú cấp 3 vẫn là hữu hiệu, hiệu, không biết đối với cao hơn một giai yêu thú sẽ có hay không có công hiệu đâu. Khương Khiêm lắc lắc trên tay phải máu tươi, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu đi đến. Dọc theo đường đi, hắn gặp tứ gia yêu thú, ngũ gia yêu thú, yêu thú cấp 6, cái này vạn đạo công pháp toàn bộ có hiệu quả. Mà bây giờ, một cái yêu thú cấp 7 đứng ở trước mặt hắn. Khương Khiêm đồng dạng sử dụng trước vạn đạo, nhưng mà đối với yêu thú cấp 7 trước mắt tựa hồ căn bản vốn không có hiệu quả. Xem ra cực hạn chính là yêu thú cấp 6, yêu thú cấp 7 liền căn bản là không có cách có hiệu quả. Khương Khiêm nói, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Giống, yêu thú cấp 7 hướng về phía Khương Khiêm nổi giận gầm lên một tiếng, nó có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này nhân loại tựa hồ căn bản vốn không coi hắn là làm một lần chuyện chỉ thấy nó chân phải cắm vào mặt đất bên trong. Vô số dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Khiêm công kích mà đến. Tạo thành một vòng vây, lệnh Khương Khiêm không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, những thứ này dây leo tạo thành vì một cái cái lồng, cái lồng này đem Khương Khiêm gắt gao lồng trùm lên trong đó. Vô số tóc nhọn đâm, như mưa rơi đồng đúc, tại cái này trong không gian thu hẹp hướng về phía Khương Khiêm tập kích. Vô số sợi ma khí theo dây leo cái lồng giữa khe hở tràn ra. Một giây sau, chỉ thấy dây leo cái lồng bỗng nhiên nổ tung lên. Trong đó Khương Khiêm bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp lại người ảnh thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện ở con yêu thú kia sau lưng. Tay phải nắm chặt huyết kiếm, nhẹ nhàng hất lên, liền vung đi trên lưỡi kiếm máu tươi. Cái kia yêu thú cấp 7 tùy theo ngã trên mặt đất. Vừa mới thu hồi huyết đao Khương Khiêm, liền nghe được một bên trong bụi cỏ phát ra một hồi thanh âm huyên náo. Ánh mắt nhìn về phía cái chỗ kia. Kết quả, Đi ra ngoài càng là cái kia mấy cái tiểu lôi diễm phi vũ ưng. Mẫu thân lôi diễm phi vũ ưng thì cẩn thận đi theo bọn chúng sau lưng. Bọn chúng nhìn thấy Khương Khiêm sau, cười vui vẻ, hướng thẳng đến Khương Khiêm chạy như bay tới. Khương Khiêm nhìn xem bọn chúng, sờ lấy bọn chúng cái đầu nhỏ, khẽ mỉm cười nói, "Mấy người các ngươi có thể à, trong thời gian thật ngắn thế mà tu luyện đến tứ giai." Hưu hưu hưu, bọn chúng tựa hồ nghe đã hiểu Khương Khiêm khích lệ đồng dạng, cười vui vẻ. Khương Khiêm ánh mắt tùy theo nhìn về phía lôi diễm phi vũ ưng, chú ý tới trên nó cánh chim vết thương. Hắn từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra phía trước sở tồn xuống mấy bình thất thải con nai thú tinh huyết, hướng về phía lôi diễm phi vũ ưng nói. Những thứ này ngươi cầm lấy đi uống, không thể lấy chính mình mạng nhỏ đi liều mạng. Đánh không lại, liền rút lui chính là. Hưu, lôi diễm phi vũ ưng khôn khéo gật đầu một cái. Chợt, nó ngay trước mặt Khương Khiêm uống thất thải con nai thú tinh huyết, cánh chim bên trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhìn thấy lôi diễm phi vũ ưng không có chút nào trở ngại sau. Khương Khiêm thư giãn rồi một lần lưng mỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía ma kiếm bọn chúng vị trí. Ngược lại đều đi tới bên trong bí cảnh, không đi hút bọn chúng một đợt ma khí, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Lần này, ta cũng sẽ không lại bị ma cung gia hỏa này đánh chúng. Dứt lời, người ảnh liền biến mất tại chỗ bên trên. Gặp lại người ảnh lúc, hắn cũng đã xuất hiện ở ma kiếm bọn chúng vị trí cảm nhận được khương khiêm khí tức ma kiếm bọn chúng cấp tốc từ bên trong bay ra ma cung nhìn xem khương khiêm lộ ra vui vẻ nụ cười khương khiêm không nghĩ tới chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp mặt lời còn chưa dứt khương khiêm cũng không nói nhảm trực tiếp vọt tới ma cung trước mặt tay phải trực tiếp nắm ma cung một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng hút ma khom lưng bên trên ma khí ha 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 ma cung bỗng nhiên cười vui vẻ căn bản không có bất kỳ cái gì dãy ruộng, tùy ý Khương Khiêm hút lấy ăn. Ma kiếm nhìn một màn trước mắt, lập tức có chút im lặng. Ta đột nhiên tựa hồ biết vì cái gì, chủ nhân không thể nào ưa thích sử dụng ma cung gia hỏa này. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ma cung cái dạng này mười phần thú vị sao? Ma thương ngược lại là đối với ma cung không chút nào phản cảm. Ma kiếm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía ma thương, lạnh nhạt nói. Ngươi cùng nó chính là kẻ giống nhau, cho nên mới sẽ cảm thấy mười phần thú vị. Ai, thật là, ngươi không cần nghiêm túc như vậy đi, ngươi chừng nào thì giống như ma đào. Ma thương có chút vô vị nói. Ma kiếm nghe vậy, không có nói tiếp thứ gì, quay người về tới trong động quật. Một lát sau, Khương Khiêm buông lỏng ra ma cung. Ma cung nhìn xem Khương Khiêm buông lỏng ra nó, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Khương Khiêm, ngươi làm sao lại buông ra nô ra? Tiếp tục đi. Ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Khương Khiêm khóe miệng giật giật, cấp tốc rút lui. Ma cung nhìn xem Khương Khiêm rời đi bóng lưng, có chút thất vọng nói. Thật là, nô ra đều không có cùng Khương Khiêm chờ đủ đây. Khương Khiêm nếu như đem trên người ngươi toàn bộ ma khí hấp thu, đoán chừng lại phải nổ tung. Ma thương cười đùa nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Khương Khiêm cũng không lập tức tiêu hóa hút mà đến ma khí, mà là chọn rời đi trong bí cảnh. Đi ra ngoài đi. Khương Khiêm lẩm bẩm nói, hắn bên hông lệnh bài tùy tâm niệm khẽ động, tản mát ra một đạo hào quang nhỏ yếu một giây sau, người ảnh liền biến mất bên trong bí cảnh. Khương Khiêm rời đi bí cảnh sau, bên ngoài đã là ba ngày. Khương Thiên, thì ra ngươi ở cái địa phương này à, ta tìm một vòng cũng không có tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích. Mục hạo không mười phần gấp gáp từ giao mã trong trại chạy, chạy chậm đến Khương Khiêm trước mặt. Chỉ sợ là có chuyện gì xảy ra. Bằng không, mục hạo không cũng sẽ không một bộ nóng nảy bộ dáng đến tìm Khương Khiêm. Khương Khiêm nhìn xem trước mặt mục hạo không, mở miệng dò hỏi trại chủ, là có chuyện gì không? Không xong, vừa mới có dây người tới báo, hắc hổ trại cùng U mặc thành thế mà đã đạt thành liên minh quan hệ. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 147, Khương Khiêm nghe đến lời này, lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn cũng đoán trước qua loại này bết bát nhất tình huống sẽ phát sinh, vốn là hắn còn tại đánh cược, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng mà, kết quả sự tình tựa hồ vẫn hướng bết bát nhất phương hướng phát triển lên. Làm sao bây giờ? hiện nay hắc hổ trại cùng u mặc thành liên hợp lại với nhau bọn hắn thuộc về cường cường liên hợp chúng ta làm như thế nào giúp mục hạo không trong ánh mắt có chỉ là lo lắng liên quan tới cái này bết bát nhất sự tình phát sinh khương khiêm đã sớm có một chút đối sách trại chủ ngài yên tâm đi để cho năm tên huynh đệ theo ta đi xử lý một ít chuyện giữa bọn họ liên minh sẽ ngắn ngủi tan rã khương khiêm ung dung nói mục hạo không nghe được khương khiêm lời nói có chút không dám tin tưởng nhưng mà liên tưởng đến mấy lần trước giao mã trại nguy cơ cũng là Khương Khiêm đứng ra hóa giải, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn. Đừng nói là 5 người, chính là 10 người, 20 người cũng có thể. Không cần nhiều người như vậy, chỉ cần 5 người liền có thể. "Hảo, Khương Thiên chính ngươi chọn lựa 5 người liền có thể." Khương Khiêm khẽ gật đầu, liền bắt đầu chọn lựa 5 người. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã chọn lựa xong 5 người, 5 người này tướng mạo cũng là bình thường không có gì lạ hơn nữa người người đều không phải là cường tráng người tu vi phổ biến đều không quá cao mục hạo không nhìn xem năm người này có chút lo lắng nói khương thiên mang theo cái này một số người thật sự có thể chứ cái này một số người cũng đã đầy đủ khương khiêm cười nhạt gật đầu một cái mục hạo không gặp khương khiêm chắc chắn như thế bộ dáng cũng không có nói tiếp chút ta đã biết lần này có thể lại phải dựa vào ngươi trại chủ ngươi yên tâm đi khương khiêm khẽ mỉm cười nói lúc này mục dung cũng chạy chậm tới trong ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn xem khương khiêm nói khương đại ca ngài vạn sự nhất định muốn chú ý cẩn thận ân đa tạ mục cô nương quan tâm khương khiêm ôn nhu nở nụ cười trả lời một lát sau khương khiêm liền dẫn năm người rời đi giao mã chạy. mục dung nhìn xem khương khiêm bóng lưng rời đi chậm chạp không thể lấy lại tinh thần mục hoa không biết lúc nào đi tới mục dung bên cạnh cười nhạt nói tiểu thư tứ đương ra cũng đã cách xa Ngài dạng này một mực nhìn lấy tứ đương ra cũng sẽ không trở về mục dung nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên ta không biết ngươi đang nói cái gì nói xong nàng liên xấu hổ nghiêm mặt quay người rời đi mục hoa nhìn xem mục dung như thế bộ dáng không khỏi cảm khái nói ai nghĩ tới ta lúc còn trẻ cũng cùng tiểu thư một dạng thích một cái soái khí nam tử đáng tiếc tên kia là cái người bạc tình bạc nghĩa những người khác nghe được mục hoa như thế lời nói nội tâm cũng không khỏi đồng thời chửi bậy có như ngươi loại này trọng tải, cái nào nam tử không phải người bạc tình bạc nghĩa. Khương Khiêm mang theo năm người đi tới U mặc Thành phụ cận. Một người trong đó hết sức tò mò hướng Khương Khiêm dò hỏi. Tứ đương ra, chúng ta tại sao muốn mai phục tại U mặc Thành bên ngoài? Ngươi chờ một chút liền biết. Khương Khiêm cười thần bí, trả lời. Tứ đương ra làm như vậy, khẳng định có hắn lo lắng, cho nên ngươi cũng sẽ không muốn như thế nào nhiều. Thành thành thật thật nghe theo tứ đương ra mệnh lệnh liền tốt. Một người khác mười phần nhỏ giọng nói qua không sai biệt lắm trên dưới vài phút. Khương Khiêm tay phải nhẹ nhàng khẽ động, nhắc nhở, mục tiêu đã xuất hiện, chuẩn bị hành động. Dứt lời, một đám tám người làm một tổ U Mạc Thành binh sĩ rời đi U mặc Thành, phương hướng dường như là hướng về Hắc Hổ chạy phương hướng. Thật là, ta cũng không biết thành chủ đại nhân là nghĩ gì, thế mà lại cùng Hắc Hổ chạy loại này thổ phỉ hợp tác. Một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam tử mười phần khó hiểu nói. Loại chuyện này không phải loại người như ngươi, nên nói. Một cái tướng mạo biêu hãn, thực lực chênh lệch không nhiều tại sức khiếu cảnh hậu kỳ nam tử lạnh giọng quát lớn rõ ràng hắn chính là chi đội ngũ này đội trưởng mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam tử cúi đầu nói ta cũng chỉ là nói một câu biêu hãn nam tử nghe vậy lại độ quát lớn thành chủ đại nhân vô luận làm ra quyết định gì chúng ta nhất thiết phải tuân theo nếu để cho ta được nghe lại ngươi ở phía sau nhai thành chủ đại nhân cái lưỡi Sử theo quân pháp mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam tử nghe vậy lập tức bị hù không dám lại nói ra cái gì lời nói, gật đầu một cái. Ba ba ba, thực sự là một cái tương lai tươi sáng ra hỏa. Khương Khiêm mang theo năm người kia bỗng nhiên từ hai bên đi ra, cản lại bọn hắn đường đi. bưu hãn nam tử nhìn thấy Khương Khiêm trong nháy mắt, tay phải lập tức khoác lên trên chuôi đao, cảnh giác nói, ngươi là người nào? Lời này vừa nói ra, sau lưng đám người cũng lập tức cảnh giác, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Khương Khiêm bọn hắn sáu người. Khương Khiêm hai tay phụ sau, cười nhạt nói, Xem ra ta cần tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khương Thiên, giao mã chạy tứ đương gia. Khương Thiên, giao mã chạy tứ đương gia. Đội trưởng gia hỏa này có thể cùng tiền dạ tương quân bất phân thắng bại gia hỏa, chúng ta nhanh một chút rút lui à. Sợ mụn khuôn mặt nam tử, được nghe lại Khương Khiêm tự giới thiệu, lập tức bị hù liền nghĩ trực tiếp quay người chạy trốn. Biêu hãn nam tử phẫn nộ quát, tất cả mọi người đều không thể chạy, bọn hắn chỉ là chỉ có 6 người, chúng ta thế nhưng là có 8 người, còn gì phải sợ ta mười phần bội phục dũng khí của ngươi, đáng tiếc bất quá chỉ là mãng phu chi dũng. Dứt lời, Khương Khiêm tay phải hơi động một chút, lạnh lùng nói, trộm lấy. Một giây sau, bên người bỗng nhiên ra nhiều bảy viên trái tim. Những thứ này trái tim tại ngắn ngủi nhảy lên sau, liền đã mất đi nhảy lên. Bịch, biêu hãn phía sau nam tử, những cái kia đồng đội, toàn bộ ngã trên mặt đất, đã mất đi khí tức. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Biêu hãn nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất. Khương Khiêm cũng đã thuấn di đến hắn trước mặt, tay phải gắt gao bóp biêu hãn nam tử cổ. Răng rắc, biêu hãn nam tử đầu trong nháy mắt lộ ra 90 độ uốn lượn. Khương Khiêm tiện tay đem hắn ném xuống đất, hơn nữa bắt đầu lột trên người hắn khôi giáp. Các ngươi cũng sắp mặc vào những người này khôi giáp. Khương Khiêm mở miệng ra lệnh. Những người kia vẫn còn vừa mới trong lúc khiếp sợ, tại Khương Khiêm một tiếng dưới mệnh lệnh, lúc này mới dần dần phản ứng lại bọn hắn nhao nhao bắt đầu đổi lại u mặc thành binh sĩ trang phục đang thu thập xong những binh lính này sau bọn hắn liền theo khương khiêm bước chân rời đi nơi đây hướng về hắc hổ chạy đi đến oa vừa mới tứ đương ra một chiêu kia ngươi thấy không có vô căn cứ rút bảy người trái tim đơn giản quá mạnh một người trong đó mười phần nhỏ giọng cảm khái nói chính xác chính là trại chủ đều chưa hẳn có thể dạng này chỉ có thể nói tứ đương ra thật sự là quá ngưu bức một người khác đồng dạng cảm khái nói vừa mới khương khiêm vô căn cứ rút cái kia u mặc thành bảy tên lòng của binh lính oa tử để cho năm người này chậm chạp không cách nào lấy lại tinh thần một màn kia thật sự là quá khắc sâu ấn tượng mấy người đang trong cảm khái trong lúc bất trí bất giác đã tới hắc hổ chạy bên ngoài khương khiêm bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía bọn hắn năm người nhắc nhở kế tiếp hết thảy dựa theo ta chỉ thị không thể tùy tiện hành động nếu là tùy tiện hành động nhưng là sẽ làm hại các ngươi vứt bỏ mạng nhỏ có nghe hay không là năm người miệng đồng thanh hồi đáp. Như vậy, kế hoạch bắt đầu. Khương Khiêm khóe miệng hơi hơi dương lên, yên lặng mang lên trên từ hệ thống nơi đó lấy được duy nhất một lần dịch dung mặt nạ. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 148, Khương Khiêm bọn người như không có chuyện gì xảy ra đi tới hắc hổ chạy cửa ra vào. Những thủ vệ kia nhìn thấy Khương Khiêm mặc trên người lấy chính là u mặc thành trang phục, cũng không có như thế nào chặn lại. Các ngươi rốt cuộc đã tới, trại chủ cũng tại đại đường chờ các ngươi mấy cái rất lâu. Một cái thủ vệ ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hắn căn bản đối với U Mặc Thành binh sĩ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chính hắn huynh đệ chính là chết tại đây chút U Mặc Thành binh sĩ dưới đao. Nếu như không phải trại chủ nói trước một tiếng, hắn đoán chừng hiện tại cũng đã rút đao. Khương Khiêm ánh mắt mười phần không vui nhìn về phía tên lính gác kia, quát lớn, ngươi thì tính là cái gì, lại dám lấy loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Bất quá chỉ là một đám thổ phỉ thôi, Dứt lời, người kia trong nháy mắt bị chọc giận, tay phải đã khoác lên trên chuôi đao, cả giận nói: "Ngươi cái này hỗn đản, có bản lĩnh lặp lại lần nữa." "Tốt tốt, nhanh hướng quân gia xin lỗi." Một cái nhìn qua có chút tư lịch nam tử, thấy thế liền chạy chậm tới, ngăn trở tên lính gác kia hành động. Người kia nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía tên nam tử kia. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn cũng đã tỉnh táo lại, tay phải buông lỏng ra chuôi đao, cúi đầu, "Thật xin lỗi, mong rằng ngài có thể tha thứ ta vừa rồi vô lễ cử chỉ. Hừ, ta đại nhân đại lượng, không cùng ngươi loại này chỉ là một kẻ sơn phỉ tính toán. Nói xong, Khương Khiêm liền dẫn nhân theo lấy Hắc Hổ chạy bên trong đi đến. Người kia nhìn xem Khương Khiêm bọn người bóng lưng, không cam lòng nói: "Ta thật không hiểu rõ, vì cái gì trại chủ sẽ cùng loại này cao ngạo lại tự đại u mặc thành hợp tác?" "Ai, loại chuyện này không phải chúng ta cái này một số người nên đi quản, chúng ta chỉ cần thành thành thật thật bản phận làm việc là được rồi." nam tử kia bất đắc dĩ nói loại chuyện này bọn hắn những tiểu nhân vật này căn bản là không có cách quyết định cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ theo hắn người thôi một bên khác khương khiêm đã tới trên đại sảnh mà cung long đang ngồi ở thượng vị khi nhìn đến khương khiêm đến sau trên mặt đã lộ ra một nụ cười ha 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 ngươi có thể rốt cuộc đã đến mau mau nhập tọa ân khương khiêm lạnh nhạt khẽ gật đầu liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống vừa mới ngồi xuống hắn liền nhếch lên chân bắt chéo Di nhiên tự đắc ăn trong bàn trái cây quả đào. Nhưng mà, vẻn vẹn cũng chỉ là ăn một miếng liền nhổ ra. Khương Khiêm tiện tay ném xuống quả đào, chửi bậy, cái quái gì? Khổ tâm như thế, chẳng lẽ các ngươi cái này trong trại liền không có một điểm có thể cửa vào chi vật. Hắn hoàn toàn là đem hắc hổ trại xem như là nhà mình một dạng. Cái này hỗn đản. Cung Long đối mặt Khương Khiêm như thế hành vi lập tức phẫn nộ, bất quá rất nhanh lại áp chế xuống. Lộ ra một nụ cười, phụ họa nói, "Ha ha ha." ngài nói rất đúng chúng ta hắc hổ trại chính xác cùng khổ một chút lần sau nhất định phải ngài ăn được thơm giòn nhiều nước quả đào không nghĩ tới cái này cung long như thế có thể ẩn nhẫn tính toán không chơi lại tiếp tục chơi tiếp tục đoán chừng phải chơi thoát khương khiêm tay phải chống đỡ đầu ánh mắt nhìn về phía lên trước cung long cung trại chủ ngươi cũng đã biết thành chủ lần này phái ta tới cần làm chuyện gì tự nhiên biết tới thương thảo như thế nào đối phó giao mã trại đám khốn kiếp kia nhất là Khương Thiên cái kia vương bát độc tử. Vừa nhắc tới giao mã trại, cung long trong mắt trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Nhất là hắn đối với Khương Khiêm lửa giận, càng là đạt đến một cái cao nhất chỉ số. Khương Khiêm nghe được cung long đối với hắn có như thế oán hận, khóe miệng giật giật. Ta cũng chỉ là giết ngươi một cái nhị đương ra, có cần thiết dạng này ghi hận tại ta sao? Không tệ, không biết đạo cung trại chủ ngươi bây giờ có ý kiến gì không trước tiên nói một chút nhìn, ta lại đem thành chủ muốn cáo chi chuyện của ngươi nói ra. Khương Khiêm ánh mắt nhìn Cung Long, chậm chậm nói. Cung Long nghe vậy, lập tức đem chính mình một chút ý nghĩ nói ra. Tất nhiên ta cùng với Quý Thành trở thành minh hữu, cùng đối phó cái này giao mã trại, cho nên ta hy vọng Quý Thành có thể nhiều phân phối một chút binh lực cho ta. Dù sao, ngươi cũng là biết đến, hiện nay giao mã trại xưa đâu bằng này. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà giao mã trại có cái kia Khương Thiên cái này một đại chiến lược tại. Chúng ta đoán chừng rất khó giành thắng lợi cho nên ta nghĩ Quý Thành có thể phái thêm chút binh lực. Khương Khiêm khẽ gật đầu, trả lời, điểm này, thành chủ đại nhân đã cân nhắc đến. Liên quan tới binh lực phương diện này, cung trại chủ ngươi hoàn toàn không cần đi lo lắng. Thành chủ đại nhân đã quyết định, dốc hết 2 phần 3 binh lực, tới hiệp trợ cung trại chủ ngươi, bất quá có một điều kiện. Khương Khiêm không có tiếp tục nói hết, mà là tiếp tục nâng chung trà lên, nhàn nhã uống trà thủy. Hừ, ta liền biết, U mặc Thành tuyệt đối sẽ không để cho mình làm mua bán lỗ vốn quả nhiên là có điều kiện. Cung Long vội vàng mở miệng dò hỏi, không biết có cái gì điều kiện. Rất đơn giản, nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện ta kế tiếp nói tới kế hoạch, đương nhiên kế hoạch này cũng là thành chủ đại nhân chỗ nói ra. Kế hoạch gì? Ba ngày sau, ngươi dẫn dắt các huynh đệ của ngươi từ giao mã chạy cửa chính hấp dẫn bọn hắn hỏa lực mà chúng ta u mặc thành từ phía sau đánh lén. Cái gì? Ta hắc hổ chạy hấp dẫn hỏa lực. Cung Long nghe được Khương Khiêm lời nói, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắc hổ chạy từ lần trước cùng giao mã chạy đối chiến, tổn thất nặng nề, hiện nay còn sẽ có bao nhiêu người. Để cho bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, cái này không tinh khiết mang theo các huynh đệ làm bia đỡ đạn. Nếu không phải xem ở đối phương là U Mặc Thành phái tới nói chuyện, chỉ sợ Cung Long bây giờ liền sẽ nhịn không được, lựa chọn trực tiếp giết chết hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là chế trụ lửa giận. Để chúng ta phía trước hấp dẫn hỏa lực, cái này chẳng lẽ không phải để chúng ta hắc hổ chạy đi chịu chết? Cung Long mặc dù không có nổi giận, nhưng mà sắc mặt cũng không đẹp mắt như vậy. Khương Khiêm đang nghe được Cung Long lời nói, không chút do dự trực tiếp đứng lên. Xem ra, cung trại chủ cũng không phải thành tâm cùng chúng ta hợp tác, đã như vậy mà nói, liên minh liền đến chỗ này thì ngưng. Nói xong, Khương Khiêm không chút do dự trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại, hắn lập tức sẽ đi tới cửa thời điểm. Cung Long vội vàng kêu hắn lại, chờ một chút, vạn sự đều có thể thương lượng, không cần vội vã rời đi à. Hắn vô cùng tin tưởng, nếu là đắc tội U Mặc Thành đối với hắn cơ hồ không có một tia chỗ tốt. Đặt ở trước đó, hắn là tuyệt đối không đem U Mặc Thành để ở trong mắt. Đáng tiếc, hắn hiện nay không thể không hướng U Mặc Thành khuất phục. Khương Khiêm nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi xoay người, hai tay phụ sau. Thương lượng? Ngượng ngùng, đây đều là thành chủ đại nhân hạ đạt tử mệnh lệnh, ta cũng chỉ là một cái truyền lời người, cho nên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng đặt tại trước mặt cung trại chủ chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm cho nên còn xin lựa chọn câu trả lời chính xác mụ nội nó thật đúng là phù hợp la giang tên hỗn đản kia tính cách cung long suy nghĩ rất lâu cuối cùng hữu khí vô lực mở miệng nói ra nếu là la giang không đối với thành chủ đại nhân sẽ thực hiện cái kia cam kết mà nói ta có thể hấp dẫn hỏa lực hứa hẹn cam kết gì khương khiêm chân mày hơi nhíu lại không nghĩ tới la giang thế mà cho cung long một cái cam kết nhưng mà cái hứa hẹn này lại là cam kết gì? Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 149, chính là, đợi đến tiêu diệt giao mã trại, liền để ta làm u mặc thành phó thành chủ, chẳng lẽ, các ngươi là đang lừa gạt ta? Cung mắt rồng quang chi bên trong rõ ràng toát ra lửa giận. Nếu là, thật là đang lừa gạt hắn lời nói. Đoán chừng hắn có thể thật sự sẽ đối với Khương Khiêm động thủ. Lừa gạt, thành chủ đại nhân còn cần lừa gạt ngươi. Chuyện kia, thành chủ đại nhân tự nhiên sẽ nói được thì làm được, chỉ có điều ngươi nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh. Khương Khiêm lạnh rên một tiếng. Phó thành chủ, đoán chừng là La Giang cho cung long vẽ bánh nướng thôi. Coi như, hai bọn họ thật sự diệt rào mã trại. Đoán chừng, cung long cũng không vớt được một tia chất béo, thậm chí có thể cuối cùng chính mình có thể còn muốn bị La Giang phản sát. Cung long nhìn thấy Khương Khiêm thái độ, cũng liền yên lòng. Vậy là tốt rồi, ta nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh, đang hấp dẫn hỏa lực thời điểm, hy vọng các ngươi nhất định muốn mau mau đánh lén giao mã trại. Yên tâm đi, sẽ không muộn. Khương Khiêm lạnh nhạt trả lời. Đương nhiên sẽ không muộn, bởi vì ngày đó U mặc thành người căn bản cũng sẽ không xuất hiện tại giao mã trại phụ cận. Cung Long nhìn thấy Khương Khiêm còn chưa rời đi, trong nháy mắt phản ứng lại. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện một cái dương lớn, mở cặp táp ra sau, bên trong tất cả đều là đầy áp huyền tệ. Những thứ này huyền tệ không sai biệt lắm có hơn 20 vạn trái phải khương khiêm không chút do dự nhận những thứ này huyền tệ lộ ra một nụ cười vẫn là cung trại chủ thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế ta nhất định sẽ tại trước mặt thành chủ đại nhân nhiều nói ngươi vài câu tốt ha 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 vậy làm phiền huynh đệ đúng cung trại chủ ngươi ngọc bội bên hông có thể hay không cho tại hạ đâu khương khiêm ánh mắt nhìn về phía cung long ngọc bội bên hông trên mặt viết đầy tham lam cung long nghe vậy không chút do dự lột xuống bên hông ngọc bội đưa cho khương khiêm cười nhạt nói cầm lấy đi chính là Ngược lại cũng không phải vật phẩm quý trọng gì. Gia hỏa này thu ta 25 vạn huyền tệ, lại còn không vừa lòng. Nếu không phải xem ở ngươi U Mặc Thành phái tới người, hôm nay bản trại chủ liền sẽ để ngươi có đi không về. Ha ha ha, đa tạ cung trại chủ bỏ những thứ yêu thích tặng cho tại hạ. Tốt, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi nói, đi về trễ, thành chủ đại nhân nên trách tội. Dứt lời, Khương Khiêm cầm ngọc bội, mang theo cái này một số người rời đi hắc hổ trại. Cung Long nhìn xem Khương Khiêm bóng lưng, ánh mắt dần dần biến âm u lạnh lẽo đứng lên chờ lấy ta làm tới phó thành chủ sau lần thứ nhất chính là giết chết ngươi gia hỏa này rời đi hắc hổ trại khương khiêm bọn người trên mặt tựa hồ cũng thập phần vui vẻ bộ dáng ha 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 tứ đương ra thật sự là quá lợi hại không chỉ có lừa gạt được cung long cái kia ngu ngốc cuối cùng còn từ trong tay của hắn lấy được hơn 20 vạn huyền tệ chính là chính là tứ đương ra thật sự là thật lợi hại cũng không phải các ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta tứ đương ra là người nào đây chính là thực lực cùng mưu trí cùng tồn tại nam nhân đối mặt đám người thổi phồng khương khiêm cũng liền nhếch miệng mỉm cười tay phải lột xuống dịch dung mặt nạ tiện tay ném tới trong bụi cỏ lúc này có một người tới đến bên cạnh khương khiêm mở miệng dò hỏi tứ đương ra chúng ta kế tiếp là phải trở về giao mã trại sao khương khiêm lại lắc đầu hơn nữa bỗng nhiên dừng bước trong tay bỗng nhiên xuất hiện bút cùng giấy hắn bắt đầu ở trên giấy viết những gì đồ vật tại đem giấy bỏ vào đến trong phong thư chỉ cần đem phong thư này đưa đến trong tay la giang như vậy kế hoạch liền coi như là toàn bộ hoàn thành nói xong khương khiêm xoay người nhìn bọn hắn năm người phía trước cái kia hướng khương khiêm hỏi thăm người sung phong nhận việc nói tứ đương ra để cho để ta đi ta bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi tên là gì liêu viêm phong rất tốt vậy cái này phong thư kiện liền liền từ ngươi đưa đến trong tay la giang còn có cái ngọc bội này cũng cùng nhau cho la giang dạng này mới có lực tin tưởng và nghe theo Khương Khiêm đem tin cùng Ngọc Bội cùng một chỗ cho Liêu Viêm Phong. Đây cũng chính là vì cái gì, Khương Khiêm tại trước khi đi sẽ hướng cung Long yêu cầu Ngọc Bội nguyên nhân. Liêu Viêm Phong nhìn xem trong tay phong thư cùng Ngọc Bội, dùng sức gật đầu một cái, "Ân, can đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tiếng nói vừa dứt, Khương Khiêm tay phải vung lên, cái kia 25 vạn huyền tệ tùy theo xuất hiện ở Liêu Viêm Phong trước mặt, "Những thứ này đưa cho ngươi, xem như ngươi khổ cực phí." "Không không không, tứ đương ra đây đều là ta phải làm." không cần thiết cho ta những vật này. Liêu viêm phong vội vàng cãi lại cự tuyệt. Tốt, cũng không phải thứ quý trọng gì, bất quá chỉ là một chút huyền tệ mà thôi, ngươi cầm chính là. Khương Khiêm từ tốn nói. Liêu viêm phong thấy vậy, cũng liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, mười phần cảm kích hướng về phía Khương Khiêm mở miệng nói ra. Đa tạ, tứ đương ra. Dứt lời, hắn liền đem cái này 25 vạn huyền tệ, toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Bốn người khác nhìn thấy trước mắt một màn, không cần sách nhiều hâm mộ. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, tuyệt đối so với Lưu Viêm Phong kêu nhanh hơn, còn tích cực hơn. Dù sao, ai sẽ cùng tiền gây khó dễ đâu. Hơn nữa còn là ước chừng 25 vạn huyền tệ, bọn hắn cả một đời có không kiếm được nhiều như vậy huyền tệ. Nhưng mà, rất đáng tiếc, không tiếp tục bọn hắn cơ hội làm lại một lần. Khương Khiêm nhìn xem Lưu Viêm Phong thu phía dưới huyền tệ sau, liền trực tiếp quay người hồ. Tốt, thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống, chúng ta nhanh một chút đuổi tới u mặc thành là năm người nghe được khương khiêm mệnh lệnh lập tức mở miệng trả lời chợt tại bọn hắn gắng sức đuổi theo phía dưới tại trạng vạng tối tả hữu một đoàn người cũng đã đi tới u mặc thành bên ngoài khương khiêm vẫn chưa trôi qua mà là để cho lưu viêm phong một thân một mình đi qua đến nỗi ứng phó la giang lời nói khương khiêm cũng tại đi tới u mặc thành trên đường toàn bộ đều dạy lưu viêm phong kế tiếp cũng chỉ muốn nhìn lưu viêm phong biểu hiện chỉ chốc lát sau bởi vì Lưu Viêm Phong nói là có phong từ hắc hổ chạy tin, cần tự tay giao đến trong tay La Giang. Cho nên, rất nhanh hắn liền bị dẫn tới phủ thành chủ trong thư phòng. Thành chủ đại nhân, người đã dẫn tới. Tên lính kia đẩy cửa phòng ra sau, cung kính nói. La Giang chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt nhìn. Ta đã biết, ngươi vào đi. Là, thành chủ đại nhân. Liêu viêm phong thành thành thật thật cầm phong thư bước vào tiến vào trong thư phòng. Bịch, hắn chân trước vừa mới bước vào trong thư phòng, cửa phòng đột nhiên tự động quan bên trên. Không gian bịt kín bên trong, chỉ có La Giang cùng hắn. Đã sớm biết La Giang rất có cảm giác áp bách, không nghĩ tới chân chính gặp gỡ hắn thời điểm, cỗ áp bức này cảm giác thế mà lại đè ta không cách nào thở dốc. Liêu Viêm Phong chỉ là bị La Giang dạng này nhìn chằm chằm cũng đã bắt đầu có chút sợ hãi. Nhưng mà, trong đầu của hắn còn đang vang vọng lấy một cái ý nghĩ. Nhất thiết phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, không thể để cho tứ đương ra thất vọng. Vì vậy, Hắn phồng lên dũng khí hướng La Giang mở miệng nói ra: "Thành chủ đại nhân, đây là cung trại chủ bảo ta cho ngài thư tín." Cung Long. La Giang nghi ngờ nhận lấy phong thư cùng ngọc bội, đơn giản liếc mắt nhìn sau, hắn lại độ ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Viêm Phong, tính thăm dò dò hỏi: "Đội trưởng của ngươi, tên gọi là gì?" Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 150, hồi bẩm thành chủ đại nhân, tiểu nhân đội trưởng là gió định, phong đội trưởng lưu viêm phong hết sức nhanh chóng mở miệng hồi đáp còn tốt khương khiêm trước đây lột gió định thân bên trên khôi giáp trong lúc vô tình nhìn thấy hắn bên hông thân phận bài đặc biệt lưu ý một chút cái tên này đang dạy lưu viêm phong nên nói như thế nào thời điểm cũng là đem cái tên này nói cho hắn la giang đang nghe được lưu viêm phong trả lời khẽ gật đầu chưa hề nói thứ gì tiếp tục cúi đầu nhìn kỹ trong phong thư viết nội dung lưu viêm phong nhìn thấy la giang cũng không nhiều hơn hoài nghi không khỏi thở dài một hơi hô còn tốt tứ đương ra liệu sự như thần đã sớm đoán được la giang có thể như vậy hỏi sớm liền nói cho ta biết tên kia tên bằng không thì có thể vừa mới ta liền đã ngỏm củ tỏi hắn còn tại may mắn mình có thể sống sót một lát sau la giang cũng đã xem xong trong phong thư nội dung ánh mắt lạnh nhạt lại độ nhìn về phía lưu viêm phong mở miệng nói ra ta đã biết cái ngọc bội này đúng là cung long đồ vật sự tình ta đại khái đã biết nếu là liên minh quan hệ ta tự nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Chuyện này, ta đáp ứng, ngươi trở về nói cho cung long, ta sẽ ở sau bốn ngày cùng hắn cùng nhau tiêu diệt rào mã trại. Dứt lời, La Giang liền đem ngọc bội một lần nữa trả lại Lưu Viêm Phong, đồng thời tiêu hủy phong thư. Lưu Viêm Phong tay cầm ngọc bội, cung kính nói, là. Nói xong, hắn liền thận trọng quay người rời đi. Theo, Lưu Viêm Phong sau khi rời đi. La Giang liếc mắt nhìn bên cạnh bị tiêu hủy phong thư, lạnh rên một tiếng, hừ, mặc dù không biết đạo cung long tên kia bút tích như thế nào nhưng mà thư tín bên trong viết nội dung toàn bộ đều là thô bỉ ngữ điệu một hàng chữ ba cái khay cùng loại này thô bỉ người hợp tác đơn giản chính là ta sỉ nhục đợi đến giao mã chạy bị tiêu diệt gia hỏa này cũng không cần muốn sống còn muốn làm phó thành chủ si tâm vọng tưởng sau một hồi liêu viêm phong rời đi u mặc thành sau treo trái tim nhỏ bé kia xem như triệt để rơi xuống hắn cấp tốc hướng về khương khiêm vị trí chạy tới đến khương khiêm trước người sau lộ ra một nụ cười tứ đương ra nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành dứt lời hắn đem ngọc bội một lần nữa trả lại khương khiêm khương khiêm tiếp nhận ngọc bội tay phải trực tiếp đem hắn bóp thành bột mịn tiện tay ném tới trên mặt đất như vậy kế hoạch xem như hoàn thành một bộ phận lớn hiện nay cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng sẽ nhìn một chút bọn hắn thật sự sẽ rơi vào cạm bẫy sao ban đêm tả hữu khương khiêm bọn người cũng đã về tới giao mã trong trại mục hạo không nhìn thấy trở về khương khiêm vội vàng đi tới hắn trước mặt mở miệng dò hỏi khương thiên như thế nào sự tình làm như thế nào không sai biệt lắm hiện nay cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng mà bước cuối cùng này ba ngày sau mới có thể nhìn ra khương khiêm mỉm cười trả lời mục hạo không gặp khương khiêm lại tại trước mặt hắn thừa nước đục thả câu nóng nảy hắn cũng lười đi đoán vội vàng mở miệng dò hỏi ai nha ngươi cũng không phải không biết ta chính là một cái tính nôn nóng cho nên cũng không cần cùng ta thừa nước đục thả câu. Khương Khiêm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem kế sách của mình toàn bộ đều nói cho Mục Hạo không. Mục Hạo không đang nghe được Khương Khiêm kế sách sau, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc, liền cũng chỉ còn lại có kinh ngạc. Sau một hồi, hắn lúc này mới dần dần phản ứng lại, kế sách này có thể quá mạo hiểm hay không, phàm là cung long cùng la giang hai người tại cái này ba ngày ở giữa đột nhiên liên hệ, lập tức liền bại lộ. Trại chủ ngươi có thể yên tâm tốt, hai người bọn họ riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, chỉ cần tin tưởng ta thiết kế cạm bẫy. Như vậy hai người bọn họ ở giữa tại ngắn ngủi trong ba ngày, căn bản sẽ không có bất kỳ trò chuyện. Lại nói, chẳng lẽ trại chủ ngoại trừ kế sách này còn có những biện pháp khác hay sao? Mục hạo không nghe được Khương Khiêm lời nói, suy nghĩ một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có. Ca, Khương đại ca phí sức nhiều như vậy tâm lực, ngươi vì cái gì không thể tin đâu. Mục dung lúc này bỗng nhiên đi ra. Mục hạo không ngửi lời, nhìn xem đã đứng tại khương khiêm bên người mục dung nói không phải ca của ngươi ta cũng không có nói không tin khương thiên vậy ngươi cũng không cần nói nhiều như thế đi mục dung hai tay chống nạnh nhìn xem mục hạo không nói mục hạo không nhìn thấy muội muội mình lại dám loại thái độ này nói chuyện cùng hắn ra vẻ cả giận nói hắc ngươi bây giờ đều như thế cùng ca của ngươi ta nói như vậy sao thực sự là ra ngươi mục dung hướng mục hạo không thể lưỡi hừ ta liền bộ dạng như vậy nói chuyện ngươi nha đầu này có phản cốt. Mục hạo không nhìn xem mục dung bộ dáng có lý chẳng sợ, ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, được rồi, ta liền lười nhác chấp nhặt với ngươi. Đối mặt với loại này muội muội còn có thể làm những thứ gì? Chính mình duy nhất muội muội lại phản nghịch cũng phải sủng nàng. Khương Thiên, ngươi hôm nay mệt mỏi cả ngày, trở về phòng nghỉ ngơi một chút à? Còn có, tiểu dung gian phòng của ngươi đã làm xong, ngươi trở lại trong phòng mình, một mực chờ tại Khương Thiên trong phòng giống như nói cái gì. Bại phôi nhân gia Khương Thiên danh tiếng làm sao bây giờ? Mục Hạo không mười phần nghiêm túc mở miệng nói ra. Mục Dung nghe được chính mình lão ca lời nói, chống nạnh tay nhỏ, theo bản năng để xuống, khuôn mặt nhỏ lập tức một hồi đỏ bừng. Hướng về phía Mục Hạo không hô nói, ta đã biết, ta còn muốn lão ca ngươi nói cho ta biết à? Biết liền có thể, ta trước hết trở về trong phòng ngủ một giấc. Dứt lời, Mục Hạo không liền quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Mục Dung xoay người có chút lúng túng đối với Khương Khiêm nói, khương đại ca ngươi buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta đi về trước ân mục cô nương ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút khương khiêm cười nhạt nói ân mục dung lộ ra một vòng vui vẻ nụ cười sau đó liền xoay người nhún nhảy một cái rời đi khương khiêm thư giãn rồi một lần lưng mỏi sau ngáp một cái lẩm bẩm nói ta cũng nên về ngủ trong giọng nói hắn hướng về gian phòng của mình đi đến ba ngày sau khương khiêm mục hạo không cùng với khác giao mã chạy đông đảo huynh đệ đi tới trại bên ngoài mục hạo không mắt thấy chờ đợi không sai biệt lắm nhanh một giờ có chút bận tâm nhìn về phía khương khiêm không phải cung long bọn hắn làm sao còn chưa tới cái này đều đi qua một canh giờ ngươi nói bọn hắn có thể hay không không tới khương khiêm đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm một đám không sai biệt lắm mấy ngàn đội ngũ mê mông cuồn cuộn hướng về bọn hắn giao mã chạy đi tới mà đội nhân mã này không phải những người khác chính là hắc hổ chạy người mục hạo không thấy vậy hương phấn nở nụ cười ha 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 không nghĩ tới cung long ra hỏa này thế mà thật sự tới tất cả mọi người cảnh giới chuẩn bị nghênh chiến lấy được mệnh lệnh sau tất cả giao mã chạy người tay phải gắt gao nắm chặt binh khí trong tay tùy thời đều chuẩn bị lao ra cùng hắc hổ chạy nhất quyết sinh tử khương khiêm hai tay ôm ngực khóe miệng hơi hơi dương lên cười nhạt nói xem ra đã có một đầu con mồi ngã vào trong cả bẫy bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua ta trở thành tập 151, Cung Long đi tới giao mã trại thời điểm, lại phát hiện vào giờ phút này giao mã trại lại toàn viên đề phòng, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái gì. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngắm nhìn bốn phía lúc, chung quanh lại cũng là giao mã trại người. La Giang, cái này hỗn đản mặt ngoài cùng ta kết minh, sau lưng nguyên lai cấu kết giao mã trại, muốn tiêu diệt ta hắc hổ trại. Cung Long tự cho là đúng cho là mình nhìn ra đây hết thảy. Mục hạo không khi nghe đến Cung Long lời nói, không khỏi bị hắn cho cả cười. Ha ha ha, cung long ngươi ra hỏa này khó trách sẽ mắc lừa, trí thông minh thật sự là quá thấp. Lão ca, chú ý một chút hình tượng. Mục dung vỗ vỗ mục hạo không bảo vai, nhắc nhở. Mục hạo không gật đầu một cái, thu nụ cười lại. Tốt, người đầu hàng sống, người phản kháng chết. Lời này vừa nói ra, hắc hổ chạy bên trong đã có ít người bắt đầu dao động. Cung long quay đầu nhìn xem bắt đầu dao động đám người, gầm thét một tiếng. Ai mẹ nhà hắn dám đầu hàng, lão tử thứ nhất liền giết hắn, Câu nói này tuyệt đối không phải đang mở trò đùa. Dứt lời, một đạo uy áp trong nháy mắt đặt ở những thứ này hắc hổ chạy trên thân mọi người. Nguyên bản dao động nội tâm, tại cung long dưới dâm uy. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục, nhao nhao rút vũ khí ra. Thề sống chết không hàng. Từng cái kêu thấy chết không sờn đồng dạng. Cung long hài lòng nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên tháp canh mục hạo không, âm thanh lạnh lùng nói. Mục hạo không, đừng tưởng rằng vẻn vẹn chỉ là bằng vào các ngươi giao mã chạy sức mạnh liền có thể giết chết ta đơn giản ý nghĩ hão huyền ý nghĩ hão huyền mục hạo không lạnh lạnh nở nụ cười rút ra trường kiếm chỉ hướng cung long tất nhiên không người đầu hàng toàn bộ chu sát là giao mã chạy đám người cùng kêu lên đáp lại nói một giây sau giao mã chạy đám người lộ ra vây quanh chi thế giống như làm sủi cảo giống như đem hắc hổ chạy đám người gắt gao bao khỏa trong đó không cách nào thoát thân Cung Long nếm thử rất nhiều lần giết ra một đường máu, nhưng mà mỗi một lần không phải là bị Mục Hạo không ngăn trở, chính là bị Khương Khiêm ngăn lại chỉ. Có hai người bọn họ tại, Cung Long muốn trốn đi ra cơ hội, cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mụ nội nó, đây đều là các ngươi bức ta đó, đã các ngươi không muốn để cho ta sống, vậy thì ai cũng không nên nghĩ sống. Cung Long song quyền quá miễn cưỡng đem Khương Khiêm cùng Mục Hạo không kích lui ra ngoài. Khương Khiêm cấp tốc đứng vững vàng thân hình, ánh mắt lại nhìn về phía Cung Long thời điểm trên người hắn lại bắt đầu bốc lên yếu ớt lam quang, cơ thể cũng bắt đầu tới gần tại trong suốt. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, diện mục bắt đầu dữ tợn, hai tay xé rách lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ mười ngón, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy huyết nhục chi khu đổi chi vô thượng chi lực, đại diễn quỷ phong quyết. Một hồi gầm thét sau, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt nứt ra, rạn nứt khe hở bên trong phát ra khiếp người thê thảm quỷ kêu âm thanh. Khương Khiêm thấy vậy trước mắt một màn, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu đây là chiêu thức gì cung long gia hỏa này lúc nào học xong loại này công pháp nghịch thiên trường kỳ cùng cung long đối chiến mục hạo không không chút nào biết hắn còn có thể như thế biến thái công pháp khương khiêm nghe vậy ánh mắt ngương trọng tay phải nắm thật chặt trong tay huyết kiếm lẩm bẩm nói ta cho là la giang mới có thể là lớn nhất biến cố không nghĩ tới lại là cái này cung long xem ra ta ngay từ đầu có chút coi thường hắn tại trong khương khiêm kế hoạch hoàn toàn không có nghĩ đến cung long sẽ trở thành biến cố dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cung long thân ảnh thế mà biến mất không thấy gì nữa mà trên mặt đất khe hở càng lúc càng lớn đã có rất nhiều người ngã vào trong cái khe chỉ chốc lát sau những thứ này khe hở bốc lên thứ nhất cỗ quỷ dị lại phát ra làm người ta sợ hãi quỷ kêu lam yên những thứ này lam yên trên mặt đất hội tụ thành một bóng người mà đạo nhân ảnh này cũng không phải là người khác chính là mới vừa rồi biến mất cung long thời khắc này cung long đã không có nhục thể hoàn toàn chính là do lam yên tạo thành Cung Long bày ra hai tay, chung quanh những người khác, chẳng phân biệt được địch ta, cả đám đều đau đớn té quỵ trên đất, hai tay niết chặt mà ôm lấy phảng phất muốn nổ tung đầu. Đầu của ta, giống như muốn nổ tung. Cứu mạng, ai tới mau cứu ta à? Ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết à? Bọn hắn đều đau khổ hò hét cầu cứu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới nói xong trong nháy mắt, linh hồn bị cứng rắn bóc ra nhục thể. Hồn thể không bị khống chế hướng về cung long phi đi qua cung long hé miệng điên cuồng thôn phệ những thứ này hồn thể thân thể tại thôn phệ sau những hồn thể này không ngừng đang khuếch đại mà liên lụy phạm vi cũng tại mở rộng mục hạo không thấy vậy tình huống vội vàng hướng về phía giao mã chạy đám người ra lệnh tất cả mọi người rút lui cách càng xa càng tốt mọi người tại nghe được mệnh lệnh sau liền quay người nhanh chóng rời đi nơi thị phi này mục dung đứng tại chỗ bên trên nhìn xem mục hạo không cùng khương khiêm mục hạo không gặp mục dung còn chưa rời đi thế là phẫn nộ quát Tiểu Dung ngươi còn đứng ở tại chỗ làm gì? Nhanh rời đi à? Thế nhưng là... Mục cô nương, hiện nay nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi nhanh rời đi. Khương Khiêm lúc này cũng mở miệng khuyên. Khi nghe đến Khương Khiêm cùng mình lão ca lời nói sau, Mục Dung lo lắng liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nói, Lão ca, Khương đại ca, các ngươi nhất định muốn bình an. Ha ha ha, yên tâm đi, ca của ngươi ta là người như thế nào, ngươi còn không biết. Mục hạo không không thèm để ý chút nào cười lớn. Khương Khiêm chưa hề nói thứ gì, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt liền một lần nữa nhìn về phía cung long. Một lát sau, Mục Dung Tiện cũng rời đi nơi này. Mục Hạo không nhìn mình muội muội sau khi rời đi, hắn hướng Khương Khiêm dò hỏi. Khương Thiên như thế nào, có nắm chắc hay không đánh giết hiện nay cung long? Khó nói. Khương Khiêm cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể giết chết cung long. Hiện nay cung long phi nhân phi quỷ, hơn nữa thực lực so trước đó ít nhất cường đại lên hai lần. Mục hạo không ngửi lời không có chút nào kinh ngạc. Khương Khiêm mặc dù hữu dũng hữu mưu, nhưng dù sao cũng không phải vạn năng, cái gì cũng biết. Chỉ chốc lát sau, Cung Long chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Mục Hạo không cùng Khương Khiêm hai người. Âm u lạnh lẽo cười tà nói, "Kiệt ha ha, cùng đi ta cùng một chỗ hồn phi phách tán à?" Dứt lời, trong chớp mắt, hắn lại đã xuất hiện ở trước mặt, một quyền không chút do dự hướng về Mục Hạo không vùng tới. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, Mục Hạo không cả người thế mà bay ra ngoài, khảm vào tiến trong vách núi treo leo phốc cổ họng quản ngòn ngọt, ngọt một ngụm máu tươi phun ra cả người trong nháy mắt suy yếu rất nhiều mục hạo không từ trên vách đá rụng xuống bị khương khiêm cấp tốc tiếp lấy hắn miễn miễn cưỡng cưỡng mà mở to mắt lắc đầu nói ta không có chuyện gì bất quá cung long một quyền kia nhất định muốn cẩn thận một quyền kia không chỉ biết làm bị thương nhục thể còn có thể làm bị thương linh hồn cung long nhìn xem mục hạo không hư yếu bộ dáng nhịn không được châm chọc nói a à, chỉ là một quyền thì trở thành cái dạng này xem ra ba quyền bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, ánh mắt của hắn chú ý tới mục hạo không thân cái khác Khương Khiêm, cười lạnh một tiếng. a à đúng, ta như thế nào quên ngươi ra hỏa này. Nhưng ngươi cũng nếm thử uy lực của một quyền này. Tiếng nói vừa dứt hắn cũng đã xuất hiện ở Khương Khiêm trước mặt, một quyền không chút do dự hướng về Khương Khiêm phần bụng vung đi. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 152. Cẩn thận. Mục hạo không vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ngay tại, hắn cho là khương khiêm cũng sẽ nhận một kích này thời điểm một đạo che chắn lại xuất hiện ở khương khiêm trước mặt ngũ giai phù lục kim cương phủ cung long một mắt liền nhận ra được con ngươi hơi hơi co rút hắn không nghĩ tới trong tay khương khiêm thế mà lại còn có một tấm ngũ giai phù lục mục hạo không không khỏi thở dài một hơi hô ta như thế nào đột nhiên quên ngươi còn có chân ngũ giai phù lục cung long rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhìn xem trong tay khương khiêm cháy hết phù lục khóe miệng hơi hơi dương lên bùa chú của ngươi cũng sắp tiêu hao hầu như không còn à ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tờ phù lục này còn có thể kiên trì bao lâu khương khiêm nhìn xem trong tay đã sắp biến mất kim cương phù lục khóe miệng hơi hơi dương lên cái kia trương kim cương phù lục vừa mới tiêu thất chân sau hắn cấp tốc lấy thêm ra một tấm kim cương phù lục không có khe hở nối tiếp cung long thấy vậy khóe miệng giật giật lại một tấm ngũ giai phù lục lúc nào ngũ giai phù lục tiện nghi như vậy bất quá hắn đã lâu mười phần cậy mạnh nói, hừ, ta đến là muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu kim cương phủ lục. Không nhiều, cũng liền còn có năm, sáu tấm. Nói xong, Khương Khiêm đem chính mình còn lại mấy chương kim cương phủ lục lấy ra. Năm, sáu tấm, giao mã chạy lúc nào có tiền như thế. Lại có thể mua được nhiều như thế ngũ giai phủ lục. Bất quá cung long khôi phục lại, khinh thường lạnh nhạt nói. Chỉ là mấy chương ngũ giai phù lục thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này năm cái phù lục có thể kiên trì bao lâu. Khương Khiêm, chúng ta vẫn là mau bỏ đi à, dạng này cùng hắn một mực rằng co nữa, cũng không phải biện pháp. Mục hạo không tại Khương Khiêm bên tay nhỏ giọng nhắc nhở. Khương Khiêm bất đắc dĩ giang hai tay ra, nói, Cung Long hiện nay thực lực ít nhất cũng tại hợp thể cảnh sơ kỳ, lại thêm hiện nay Cung Long không có nhục thể thân thể, từ loại kia quỷ dị Lam Yên dựng nên thành. Có thể hay không công kích được hắn đều vẫn là một vấn đề, lại thêm hắn một quyền có thể làm bị thương hồn phách. Đoán chừng chúng ta còn không có rút lui, ra hỏa này liền đã đem chúng ta hai người linh hồn đánh tan. Khương Khiêm không có nói chuyện giật gân, nói cũng là sự thật thôi. Mục Hạo không ngửi lời, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới lại bị cung long dồn đến loại trình độ này. Cũng không biết tiểu dung nha đầu này có hay không đã chạy xa. Mặc dù tình huống mình đã rất nguy hiểm, nhưng mà, hắn vẫn như cũ tâm hệ chính mình duy nhất thân muội muội tại có kim cương phù lục bảo vệ dưới khương khiêm hai người cùng cung long rằng co rất lâu từ ban ngày một mực kiên trì tới lúc xế chiều cuối cùng một tấm kim cương phù lục đã sắp cháy hết khương khiêm ánh mắt gắt gao nhìn về phía nơi xa lẩm bẩm nói làm sao còn chưa tới các nàng chẳng lẽ nửa đường chặt chân khương thiên ngươi đang nói cái gì mục hạo không tựa hồ nghe được khương khiêm đang nói cái gì khương khiêm lắc đầu không có cái gì chương này ngàn dặm truyền tống phủ trại chủ ngài cầm cái này không được ta nếu là dùng ngươi làm sao bây giờ mục hạo không rất xúc động khương khiêm nguyện ý đem cơ hội sống sót nhường cho hắn nhưng mà hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa làm sao lại để cho huynh đệ mình bảo hộ hắn mà mất đi mạng nhỏ trại chủ ngươi cầm chính là ta tự nhiên có biện pháp rời đi khương khiêm trực tiếp đem phù lục cưỡng ép nhét vào mục hạo không trong tay nói đùa trong tay của ta còn có một tấm từ vạn thế ma tôn cái kia lấy được vạn dặm truyền tống phủ ta trực tiếp truyền tống đến ngoài vạn dặm, càng thêm an toàn. Làm gì, còn cần ngàn dặm truyền tống phủ. Mục hạo không nhìn xem Khương Khiêm cái kia vô cùng bộ dáng nghiêm túc, dưng dưng nhận tờ phù lục này. Khương Thiên, từ nay về sau ngươi chính là ta mục hạo không tốt nhất huynh đệ. Nếu ngươi thật sự có thể sống sót, về sau ta mục hạo không có vật gì tốt, đều có một nửa của ngươi. Uy uy uy, không được nói thật giống như ta hẳn phải chết. Khương Khiêm không có nói tiếp thứ gì, chỉ là gật đầu một cái. Cung Long nhìn xem cuối cùng một tấm kim cương phù đã sắp cháy hết, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Khương Thiên, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Một giây sau, kim cương phù hoàn toàn biến mất, đạo kia kiên cố che chắn hoàn toàn biến mất không thấy. Cung Long xem thời cơ, cấp tốc vung mạnh một quyền, một quyền này kèm theo thê thảm kêu rên quỷ kêu âm thanh, âm hàn phong thái trước tiên đánh tới. Ngay tại một quyền này lập tức đánh trúng Khương Khiêm lúc, một tia chớp từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh trúng vào Cung Long thân thân thể. Ngay sau đó, một đạo hai đạo ba đạo vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống điên cuồng bổ vào cung trên thân rồng cung long khí tức thế mà bắt đầu dần dần yếu ớt hắn quá miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lôi điện khó hiểu nói vì cái gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện lôi điện quỷ hồn thân thể nhất là e ngại chi vật chính là trí dương trí cương lôi điện một thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên ngay sau đó một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh khương khiêm người này chính là Gia Cát Thanh Nguyệt. Mục Hạo không nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt, nói, Gia Cát Thanh Nguyệt, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Chẳng lẽ, ngươi sẽ biết trước, đã sớm biết hai người chúng ta hội ngộ khó khăn. Gia Cát Giao Giao lúc này mở miệng giải thích, là Khương Ca dùng ngàn dặm thông tin phủ, cáo chi cô cô, gọi chúng ta tới trợ giúp. Cô cô, Khương Ca, tiểu bằng hữu, ngươi là ai à? Mục Hạo không nghe được Gia Cát Giao Giao lời nói, lúc này mới chú ý tới cái này tiểu bất điểm. Gia Cát Giao Giao có chút bất mãn, hai tay chống nạnh, nói. Ta chính là Gia Cát Gia Đại Tiểu Thư Gia Cát Giao Giao. Gia Cát Giao Giao. Nghe được cái tên này, Mục Hạo không dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Khương Khiêm. Bất quá, Khương Khiêm nếu đều chưa hề nói thứ gì, hắn cũng sẽ không hảo tiếp tục nói cái gì. Thân hình dần dần bắt đầu tiêu tán cung long, ngẩng đầu nhìn đến Gia Cát Thanh Nguyệt bọn người, cuồng loạn giống giận. Không nghĩ tới, ngươi nữ nhân này, vậy mà gia nhập giao mã trại. Ta nhất định phải giết các ngươi đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Cung Long dùng hết sức lực toàn thân hướng về Khương Khiêm bọn người giết tới đây. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem đánh tới Cung Long, âm thanh lạnh lùng nói, vùng vẫy dãy chết thôi. Dứt lời, lại là một tia chớp trong nháy mắt bổ vào Cung Long thân thân thể bên trên. Một kích này, đem Cung Long thân thân thể đánh tan. Hắn mười phần không cam lòng nhìn xem Khương Khiêm cùng Mục Hạo không, cùng với Gia Cát Thanh Nguyệt, quát ẩm lên. Các ngươi chết không yên lành, chờ lấy, các ngươi nhất định cũng sẽ biến thành ta cái dạng này. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất, một tia khí tức cũng đã không có. Trên mặt đất khe hở chỗ toát ra Lam Yên tại thời khắc này tiêu tan, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Mục Hạo không nhìn xem tiêu tán cung long, thở dài một hơi, hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta muốn chết vỉnh lên vỉnh lên. Bất quá, đây hết thảy cũng đều được cảm tạ ra các trại chủ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Kết quả lại phát hiện Gia Cát Thanh Nguyệt, ánh mắt nhìn chầm chập Khương Khiêm. Khương Khiêm nhìn xem ra các thanh nguyệt, khóe miệng giật giật. Kia cái gì, lần trước là cái ngoài ý muốn, ta có thể giải thích. Theo lý thuyết, ngươi thừa nhận. Không phải, có chuyện chúng ta có thể thật tốt đàm luận, không cần thiết động thủ à. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 153 Khương Khiêm che lấy gương mặt đau đớn gò má, một dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Đều nói, có việc có thể thật tốt đàm luận đi, con người của ta, phản đối nhất bạo lực. Hừ. Gia Cát Thanh Nguyệt lạnh rên một tiếng, quay đầu không còn đi xem hắn. Mục Hạo không coi như lại thẳng nam, thông minh lại thấp, cũng có thể nhìn ra Khương Khiêm cùng Gia Cát Thanh Nguyệt quan hệ trong đó tuyệt đối không đơn giản. Ta nói ra, lần trước Khương Thiên nói cùng Gia Cát Thanh Nguyệt đã đạt thành một chút giao dịch. Đoán chừng có thể chính là loại kia giao dịch. Chậc chậc chậc, nói như thế nào đây, Gia Cát Thanh Nguyệt cũng tính được là nhất đẳng mỹ nữ, vẫn là ngũ giai phù sư, cưới nàng làm vợ tuyệt đối không lỗ. Khương Thiên đây là đã kiếm được nha mục hạo không đi tới bên cạnh khương khiêm vỗ bả vai của hắn một cái ngữ trọng tâm trường nói khương thiên là một nam nhân liền có đảm đương nếu đều xảy ra loại sự tình này ngươi liền theo nhân ra ra các trại chủ à yên tâm tiệc cưới những vật này ta tới đặt mua ngươi yên tâm liền tốt khương khiêm nghe được mục hạo không lời nói ngữ không hiểu ra sao hắn có phải là hiểu lầm hay không cái gì không phải trại chủ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì hiểu lầm ta thế nhưng là trong trăm khóm hoa qua phiến diệp không dính vào người nam nhân ta còn có thể hiểu lầm mục hạo không bỗng nhiên một bộ bộ dáng nghiêm túc hướng về phía khương khiêm nói vượt qua vạn bụi hoa phiến diệp không dính vào người Sao định là tại hình dung ngươi khương khiêm trắng mục hạo không một mắt sau cũng không có nói tiếp thứ gì mục hạo không gặp bầu không khí có chút lúng túng thế là mở miệng nói ra ra các trại chủ một đường tàu xe mệt mỏi cũng mệt mỏi đến không bằng đi ta giao mã trong trại nghỉ ngơi mấy ngày vừa vặn rất tốt ân gia cát thanh nguyệt gật đầu một cái liền hướng giao mã chạy phương hướng đi tới khương khiêm nhìn xem gia cát thanh nguyệt bóng lưng bất đắc dĩ thở dài một hơi cái này đều cái gì cùng cái gì à sớm biết lúc kia liền không thí nghiệm vạn đạo dứt lời hắn liền cũng vội vàng đi theo mấy người trở về đến giao mã chạy lúc mục dung nhìn thấy bình yên vô sự mục hạo không cùng khương khiêm lộ ra vui vẻ nụ cười lão ca khương đại ca các ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt những người khác nhìn thấy trước mắt một màn cũng là lộ ra vui vẻ nụ cười tất nhiên trại chủ cùng tứ đương ra an toàn trở về theo lý thuyết cung long tên kia đã chết mất ô hô trại chủ ngưu bức tứ đương ra ngưu bức chúng ta giao mã trại có trại chủ cùng tứ đương ra nghĩ không cường đại đều khó khăn đối mặt đám người cùng hô mục hạo không đưa tay ý bảo yên lặng xuống chỉ chốc lát sau liền yên tĩnh trở lại kỳ thực cung long gia hỏa này cũng không phải là ta cùng với tứ đương gia giết chết mà là nhờ có ra các trại chủ cứu giúp, hai người chúng ta mới sống tiếp được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Ngay sau đó, Mục Hạo không tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời, ta còn có một cái chuyện quan trọng tuyên bố, đó chính là tứ đương ra cùng Gia Cát trại chủ khả năng. Lời nói cũng không có nói xong. Khương Khiêm vội vàng bưng kín Mục Hạo không miệng, nói, không có chuyện gì, chôn chết tử tế đi huynh đệ. Nếu là hy sinh huynh đệ có gia hỏa hoặc có thê tử, liên phát ra một chút huyền tệ cho bọn hắn cứ như vậy giải tán là tất cả mọi người lập tức quay người rời đi bất quá bọn hắn lại chú ý tới khương khiêm trên mặt hết sức rõ ràng giấu bàn tay vừa mới trại chủ là muốn nói gì cái kia còn phải hỏi chắc chắn là tứ đương ra cùng ra các trại chủ là vợ chồng à bằng không thì nhân ra ra các trại chủ vì sao lại từ trăm miêu trại xa xăm tới cứu tứ đương ra đâu nói có đạo lý nhưng mà vì cái gì tứ đương ra trên mặt sẽ có dấu bàn tay Ngươi không hiểu, đánh là thân, mắng là yêu, chỉ là Gia Cát trại chủ yêu tứ đương ra chứng minh. Lời đồn liền chính là như vậy cấp tốc phét sạch rào mã trại. Mục Dung tự nhiên cũng là chú ý tới Khương Khiêm trên mặt giấu bàn tay, thế là đi tới Khương Khiêm trước mặt, đau lòng hỏi. Khương đại ca, ai đánh ngươi, phía dưới như thế hung ác tay. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Thanh Nguyệt tự nhiên là chú ý tới Mục Dung đây là tại ám chỉ nàng. Bất quá, Gia Cát Thanh Nguyệt cũng không để ý tới nàng, cũng lười để ý nàng khương khiêm cười khổ một tiếng nói không có việc gì kia cái gì ta vừa mới cùng cung long chiến đấu mệt đến ta liền đi về trước nghỉ ngơi nói xong hắn liền trực tiếp quay người hướng về gian phòng của mình đi đến mục dung tràn ngập địch ý liếc mắt nhìn ra cát thanh nguyệt sau đó liền quay người rời đi ra Gia cát dao dao nhìn xem mục dung bóng lưng nói khương ca mị lực lớn như thế sao không nghĩ tới giao mã trại tiểu thư thế mà cũng ưa thích hắn cô cô ngươi tựa hồ có đối thủ tiểu hài tử ra ra, không cần quản nhiều như vậy. Gia Cát Thanh Nguyệt trừng mắt liếc Gia Cát Giao Giao sau, liền hướng an bài gian phòng đi đến. Gia Cát Giao Giao thẻ lưỡi, lẩm bẩm nói, ta cũng không nhỏ. Nói xong, cúi đầu xem xét, lại lời nói, tựa hồ giống như chính xác còn nhỏ. Dứt lời, nàng lập tức đuổi theo kịp Gia Cát Thanh Nguyệt bước chân. Cùng lúc đó, U mặc Thành, Phủ Thành Chủ, Thư Phòng. La Giang nhìn xem hôm nay đưa tới tin tức, trong cơn tức giận trực tiếp ném tới trên mặt đất. Những cái kia phụ trách hồi báo người, nhìn xem La Giang nổi giận như thế, từng cái dọa đến hai chân thẳng phát run. Khương Thiên cái này hỗn đản, lại dám tính toán đến trên đầu của ta. La Giang nhìn thấy phần này tin tức sau, trong nháy mắt biết mình đã trúng Khương Khiêm kế sách. Một hồi cảm giác sỉ nhục, xông lên đầu. Lúc này, bế quan kết thúc Ngô Phi Vũ đi đến, nhìn thấy như thế nổi giận La Giang, mở miệng dò hỏi. Nghĩa phụ, sự tình gì sẽ để cho ngài tức giận như vậy? nguyên lai là phi vũ à không có cái gì chờ một chút tu vi của ngươi lại đã đạt tới phân thần cảnh sơ kỳ la giang có chút kinh ngạc nhìn ngô phi vũ ngô phi vũ gật đầu cười nhờ có nghĩa phụ cho ta nhiều tài nguyên như vậy tốt 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 phi vũ ở đây không có việc của ngươi ngươi tu luyện khổ cực thích hợp phải buông lỏng một chút ngươi muốn đi địa phương nào chơi liền đi địa phương nào chơi nếu là huyền tệ không đủ có thể hướng nghĩa phụ muốn La Giang kiêu ngạo lại vui vẻ vỗ vỗ Ngô Phi Vũ bả vai. Ngô Phi Vũ khẽ gật đầu, không cần, cái kia hài Nhi liền cáo từ trước, không quấy rầy nghĩa vụ. Ân. Ngô Phi Vũ gật đầu cười. Chỉ chốc lát sau, Ngô Phi Vũ liền quay người rời đi thư phòng. Theo, Ngô Phi Vũ sau khi rời đi, La Giang nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó chính là âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói. Khương Thiên, ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy ngày sau, Khương Khiêm ngồi ở trong phòng mình bồi tiếp Gia Cát Giao Giao rơi xuống đại phú ông, chơi đang vui vẻ thời điểm. Gia Cát Thanh Nguyệt lúc này bỗng nhiên xông vào. Gia Cát trại chủ, ngươi vội vàng như thế là có chuyện gì không? Cô cô, ngươi có chuyện gì không? Khương Khiêm cùng Gia Cát Giao Giao tạm thời để cờ xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Kết quả, kế tiếp Gia Cát Thanh Nguyệt lời nói trong nháy mắt chấn kinh đi Khương Khiêm cái cảm. Khương Thiên, chúng ta thành thân à? Gia Cát Thanh Nguyệt mười phần nói nghiêm túc. Khương Khiêm nghe vậy, cả người trong nháy mắt ngây người, miệng đều bị hủ quên khép lại. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 154, chờ một chút, Gia Cát trại chủ ngươi xác định không có nói sai lời nói. Khương Khiêm vẫn là cho rằng lỗ tai mình xuất hiện vấn đề, bằng không thì Gia Cát Thanh Nguyệt làm sao lại đối với hắn nói ra loại lời này đâu. Gia Cát Thanh Nguyệt gặp Khương Khiêm một bộ không phải rất tin tưởng bộ dáng, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra. Ta nói, chúng ta thành thân à? Cô cô, ngươi là nhận lấy cái gì kích động sao? Thế mà lại nói ra loại lời này. Gia Cát Giao Giao một mặt mê hoặc nhìn Gia Cát Thanh Nguyệt. Mặc dù, nàng đã sớm biết chính mình cô cô có thể ưa thích Khương Khiêm. Nhưng mà, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng cô cô của mình thế mà lớn mật như thế, một bước đúng chỗ. Gia Cát Thanh Nguyệt nghe vậy, trắng Gia Cát Giao Giao một mắt sau, ánh mắt tiếp tục xem hướng Khương Khiêm, nói, Khương Khiêm như thế nào? Ngươi xem ta vật kia, nhất định phải cưới ta. Cái này, Khương Khiêm lại có chút bất lực phản bác. Ta chính xác không cẩn thận nhìn, đó cũng là không cẩn thận à. Nếu là ta thật sự cưới nàng, đợi đến về sau cùng Khương Tử Huyên các nàng gặp mặt. Các nàng không được đem ta ăn sống nuốt tươi. Không nên không nên, cái này thân, vô luận như thế nào có không thể thành. Khương Khiêm đã có thể tưởng tượng đi ra, Khương Tử Huyên chúng nữ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi chàng cảnh. Nghĩ nghĩ, Khương Khiêm mở miệng nói ra, ra các trại chủ, ngươi nhìn bây giờ tình hình cũng không thích hợp thương thảo thành thân sự tình không bằng đợi đến chúng ta đã tới nam châu lại nói loại chuyện này như thế nào gia cát thanh nguyệt nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại chính xác như thế giao mã trại hiện nay đã triệt để đắc tội u mặc thành hơn nữa tại tất cả trong sơn trại giao mã trại thình lình đã là lớn nhất nó cần thời gian nhất định đem hắc hổ trại hoàn toàn hút chính xác giống như khương khiêm nói tới tình hình như thế căn bản vốn không thích hợp thành thân ta đã biết đợi đến Nam Châu người ta lại thành thân cũng không muộn. Gia Cát Thanh Nguyệt lý giải gật đầu một cái. Khương Khiêm nghe được Gia Cát Thanh Nguyệt lời nói, không khỏi thở dài một hơi. Hô, còn tốt đồng ý. Đợi đến, Nam Châu trực tiếp chạy trốn, ngược lại Nam Châu lớn như vậy, nàng muốn tìm ta không thể nghi ngờ hết sức khó khăn. Gia Cát Thanh Nguyệt đang cùng Khương Khiêm nói đơn giản mấy câu sau, cũng liền quay người rời đi. Gia Cát giao giao nhìn xem Khương Khiêm nói, Khương ca, chẳng lẽ về sau ta phải gọi dựng ngươi sao? Ai, Khương Khiêm lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà một màn này trùng hợp bị Mục Hạo không thấy được, hắn cười lớn đi đến. Ha ha ha, Khương Thiên, ngươi đột nhiên ủ rũ làm gì, gặp phải chuyện gì sao? Khương Khiêm nghe vậy, lắc đầu, không có việc gì, bất quá trại chủ, ngươi đột nhiên đến thăm là có chuyện gì không? Không hổ là ngươi. Nói xong, Mục Hạo không ngồi ở bên cạnh Khương Khiêm, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Khương Thiên, Ngươi cũng biết hiện nay U Mặc Thành đã đối với chúng ta giao mã chạy nhìn chằm chằm, hơn nữa căn cứ vào tiềm phục tại U Mặc Thành các huynh đệ hồi báo. Gần nhất, cái này U Mặc Thành dường như đang chuẩn bị cái gì đại động tác. Ta xem chừng, la giang gia hỏa này, ở chính giữa khương thiên mưu kế của ngươi sau, khi cấp bại phôi, chuẩn bị triệu tập tất cả binh lực triệt để tiêu diệt chúng ta giao mã chạy. Dứt lời, mục hạo không trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Khương Khiêm tự nhiên cũng cảm thấy mục hạo không loại thuyết pháp này cũng không không có khả năng dù sao khương khiêm cũng không phải đặc biệt giải la giang người này nguyên tắc trong tiểu thuyết thậm chí cũng không có xuất hiện qua nhân vật này suy nghĩ một lát sau khương khiêm lúc này mới ung dung mở miệng nói trước mắt hay là đem hắc hổ trại sở hữu tài nguyên chuẩn bị cho tốt tiếp đó đem những cái kia thu sạch phục trại đoạn này trong khoảng thời gian này đem hắn trại chủ đều gọi qua đến nỗi u mặc thành hành động đoán chừng còn phải nhìn một đoạn thời gian nói cũng đúng vậy ta đi chuẩn bị ngay nói xong Mục Hạo không liền đứng dậy rời đi. Khương Khiêm thư giãn rồi một lần lưng mỏi, đem đại phú ông thu vào, "Không tới, ta muốn nghỉ ngơi một chút, còn xin ra cát tiểu muội muội ngươi rời đi à?" "Tốt à." Gia Cát Dao Dao tùy theo đứng dậy, cũng rời khỏi phòng bên trong. Gia Cát giao Dao sau khi rời đi, Khương Khiêm liền khép cửa phòng lại. Là thời điểm đi bên trong bí cảnh một chuyến, xem Lôi Diễm Phi Vũ ưng bọn chúng tu luyện tình huống như thế nào. Dứt lời, Khương Khiêm tâm niệm khẽ động, bên hông lệnh bài sáng lên, cả người trong nháy mắt biến mất ở trên tại chỗ gặp lại người ảnh lúc hắn cũng đã đi tới bí cảnh không trung lâu các bên trong khôi lỗi nhìn thấy khương khiêm sau lạnh lùng nói ngươi lại tới là chuẩn bị lần nữa khiêu chiến ma kiếm bọn chúng không được lần trước hút ma khí ta đến hiện nay đều vẫn không có luyện hóa khương khiêm lắc đầu trả lời khôi lỗi khẽ gật đầu nói ta đã biết một lát sau khương khiêm đi tới bên ngoài nhìn xuống phía dưới rừng rậm thời điểm trong đầu chợt nhớ tới hệ thống cơ giới lạnh như băng âm. Kiểm chắc đến đặc thù đánh dấu địa điểm, chính dương yêu thánh bí cảnh. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu? Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu được phía dưới ban thưởng, ma thư trưởng khống quyền, nhắc nhở chỉ có ma thư khôi phục sau mới có thể nắm giữ, lạc thần sắt một khối. Ma thư trưởng khống quyền. Hẳn là ma thương trong miệng bọn họ 12 ma khí một trong. Bất quá, nhưng phải nhận được ma thư hồi phục triệt để sau mới có thể sử dụng đáng tiếc. Ngược lại là cái này lạc thần sắt, vẫn còn tương đối chân quý. Thuộc về thế giới này một trong tam đại quáng hiếm thấy vật. Mặt khác hai cái, một cái bắc hàn huyền tinh, còn có một cái chính là thiên giai sao băng thạch. Lại nói, trong tay của ta đã có lạc thần sắt cùng trời giai sao băng thạch hai loại hy hữu quáng thạch, không biết có thể hay không rèn đúc ra một thanh vũ khí tốt đâu. Dứt lời, gió bắc băng lang bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, đi tới khương khiêm thân thể. Thời khắc này nó, toàn thân đầy băng tinh, hai con ngươi bên trong càng là hiện lên bông tuyết bộ dáng, trên thân lông tóc so trước đó tiên diễm lên rất nhiều. Người bước vào thất giai. Khương Khiêm có chút cao hứng sờ lấy gió bắc băng lang đầu. Ngay sau đó, những yêu thú khác lục tục về tới bên cạnh Khương Khiêm. Trong đó cái kia hai cái phong nhận diễm cánh mã cũng đều đạt đến thất giai. Lôi diễm phi vũ mắt ưng phía trước vẫn là thất giai, dù sao nghĩ bước vào bát giai vẫn là cực kỳ khó khăn. Hỏa phượng tử tiên khỉ cùng thất thải con nai thú đến vẫn là lục giai, bất quá khí tức lại so phía trước mạnh hơn không thiếu. Mấy tên tiểu tử kia không sai biệt lắm cũng tại trên dưới tứ giai. Khương Khiêm lộ ra hài lòng nụ cười, khẽ gật đầu. Ngắn như vậy thời gian, thực lực liền có thể tăng lên tới loại trình độ này, các ngươi quả thật làm cho ta cảm nhận được kinh ngạc. Tốt, ta lần này tới chỉ là vì xem các ngươi một chút thực lực như thế nào. Các ngươi cố lên tu luyện, tranh thủ để cho ta lại trải qua bên trên, không cần tại xuất thủ cá ướp muối sinh hoạt. Ngao ô, hưu, giống, mấy thú kêu to vài tiếng sau, nhao nhao lại hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Nhìn xem bọn chúng rời đi, Khương Khiêm đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, một cỗ trùng thiên ma khí đột nhiên xuất hiện. Cái này lệnh, Khương Khiêm không khỏi dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cái kia phát ra trùng thiên ma khí chỗ. Cỗ này ma khí, thế mà so ma kiếm bọn chúng còn muốn nồng đậm bên trên rất nhiều. Chẳng lẽ lại là cái gì ma khí thức tỉnh sao? Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 155 Khôi lỗi lúc này đi ra, lạnh lùng nói. Ma kích thức tỉnh. Ma kích. Khương Khiêm ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía khôi lỗi. Khôi lỗi giải thích nói. Ma kích chính là chủ nhân rèn đúc 12 ma khí một trong, thực lực cực kỳ cường đại, tại trong 12 ma khí xếp hạng, xếp hạng thứ hai. Hơn nữa, ma kích là một cái hiếu chiến cùng ma, cực kỳ yêu thích chiến đấu. Ma kích trước mắt vừa mới thức tỉnh, cũng không khôi phục toàn bộ thực lực, ngươi bây giờ đi qua khiêu chiến nó. Có lẽ, nó bây giờ giết không chết ngươi nhưng mà sẽ một mực cùng ngươi chiến đấu thẳng đến phân ra thắng bại đáng nhắc tới chính là ma kích trong mắt phân ra thắng bại phương thức chính là ngươi chết ta sống khương khiêm nghe được khôi lỗi giới thiệu khóe miệng giật giật cái này mẹ nó căn bản chính là một cái hiếu chiến cùng ma vẫn là loại kia không chết không thôi tính toán vốn còn nghĩ đi khiêu chiến một chút xem nhưng mà đi qua khôi lỗi vừa nói như vậy ta vẫn không muốn đi cho thỏa đáng ta vẫn đi ra ngoài trước à dứt lời tâm niệm khẽ động khương khiêm cả người liền biến mất ở bên trong bí cảnh cũng chính là tại hắn chân trước rời đi chân sau một cây tựa như bạch cốt chế tạo trường kích xuất hiện ở trên không trên gác xếp a à, ma thương tên kia nói là chủ nhân truyền thừa giả ngay ở chỗ này à vì cái gì không nhìn thấy hắn ma kích vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem không có một bóng người không chung lâu các khôi lỗi ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem ma kích băng lãnh lời nói nói ma kích ngươi có phải hay không quên chủ nhân dặn dò Ma kích tựa hồ có chút sợ cái này khôi lỗi, bị hù lui về sau một bước, vội vàng cười nói. Ha ha ha, đại tỷ, ta không phải là cố ý, ta này liền lập tức rời đi, lập tức rời đi. Còn không mau rời đi. Khôi lỗi tại thời khắc này tựa hồ có tình cảm giống như, nghiêm thanh nổi giận nói một. Ma kích bị hù cấp tốc chạy trốn, vừa chạy, còn một bên cầu xin tha thứ. Đại tỷ, thật xin lỗi, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem chuyện này, để ở trong lòng à. Cái này tử ma thương, mỗi ngày liền biết gạt ta. Thế mà, không nói cho ta biết trước, đại tỷ cũng tại không trung lâu các bên trong. Khôi lỗi nhìn xem rời đi ma kích, lần nữa khôi phục dĩ vãng bộ kia không chút biểu tình khuôn mặt. Về tới không trung lâu các bên trong. Ba ngày sau, Khương Khiêm ngồi ở đại đường phía bên phải tối thượng vị, tay phải chống đỡ đầu, ngáp một cái. Trung quanh thì ngồi đông đảo khuất phục tại giao mã trại đông đảo sơn trại trại chủ. Ngồi tại ở giữa nhất lên trước mục hạo không, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra chắc hẳn các vị đã biết chúng ta giao mã trại cùng u mặc thành ở giữa mâu thuẫn à đám người gật đầu một cái chuyện lớn như thế bọn hắn sao lại không biết hiện nay giao mã trại cùng u mặc thành đã đạt đến sắp khai chiến biên giới còn kém một cái dây dẫn nổ thấy mọi người gật đầu mục hạo không tiếp tục mở miệng nói rất tốt tất nhiên mọi người đều biết vậy ta cũng không vòng vo vò. đợi đến chúng ta cùng u mặc thành lúc khai chiến hy vọng các vị có thể xuất lực khương khiêm phụ trách bên kia sơn trại không có một cái nào trại chủ dám không đồng ý dù sao bọn họ đều là khương khiêm nâng đỡ đi lên huống chi bọn hắn còn thấy được khương khiêm thủ đoạn đẫm máu càng thêm không dám phản kháng nhưng mà loại thời điểm này luôn có mấy cái như vậy không biết sống chết dám công nhiên phản đối ta dựa vào cái gì toàn lực ủng hộ ngươi ta là tới thương nghị liên minh cũng không phải là thần phục các ngươi không có lợi ích sự tình ta cũng sẽ không làm nói không sai chúng ta dựa vào cái gì toàn lực ủng hộ chúng ta có thể được đến cái gì? Trước tiên nói một chút nhìn, chúng ta có thể được đến cái gì? Chuyện này lại tiếp tục nói. Những người kia một mặt lớn lối nói, đoán chừng bình thường liền đã quen thuộc khoa trương. Mấy người này, hết lần này tới lần khác vẫn là nhị đương gia Thăng Chi cùng phụ trách mấy cái kia. Thang Chi cùng có chút lúng túng ngồi ở chỗ đó, sau đó mở miệng nói. Không phải, các ngươi phía trước rõ ràng đã cùng ta nói xong, như thế nào đột nhiên tạm thời lật lọng. Tạm thời lật lọng, trở quẻ cũng không phải ta, mà là các ngươi giàu mã trại. Lợn rừng chạy trại chủ lâm đạm lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cho ta chỉ là đối phó hắc hổ trại tiền, cũng không phải là đối phó u mặc thành tiền. Khương khiêm tay phải chống đỡ đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lâm đạm bọn hắn. Xem ra, thang chi cùng cũng không phải là thu phục, mà là lựa chọn hợp tác. Bất quá, đối với loại này tham lam vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn ra hỏa. Hợp tác không thể nghi ngờ là không tốt nhất lựa chọn. Ý của các ngươi là thu tiền, còn nghĩ nhiều hơn nữa một chút đúng không? Khương Khiêm lúc này mở miệng nói ra. Lâm Đạm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm, khinh miệt nói. Không phải trại chủ không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện, ngươi không có tư cách. Hiểu một chút người Khương Khiêm đều bị Lâm Đạm lời nói dọa sợ. Liên phía trước cùng Lâm Đạm cùng một bọn người, khi nhìn đến hắn lại dám như thế cùng Khương Khiêm nói chuyện, cũng không khỏi sợ hết hồn. Ta dựa vào, đại ca, nhân ra thế nhưng là giao mã trại tứ đương ra Khương Thiên à. Ngươi không phải không biết Khương Thiên là cái gì ngoan nhân à? Nhân gia hắc hổ trại cũng là Khương Thiên thiết kế lộng không có. Ngươi lại dám ở đây đối với Khương Thiên nói khoác không biết ngượng, ngươi muốn chết không cần kéo lên chúng ta à? Mục hạo không nghe được lâm đạm thoại ngữ, cả giận nói. Khương Thiên mặc dù chỉ là tứ đương gia, nhưng mà hắn quyền lợi cùng ta bình đẳng, ta có thể quyết định hắn cũng có thể quyết định, ta không thể quyết định, hắn vẫn như cũ có thể quyết định. Một câu nói, ngươi xem thường Khương Thiên, chính là xem thường ta mục hạo không? mà xem thường ta mục hạo không hạ tràng chắc hẳn không cần ta đi qua giới thiệu à dứt lời trong mắt mục hạo không hiện lên vẻ sát ý những cái kia phía trước còn cùng lâm đạm cùng một bọn trại chủ trong nháy mắt làm phản mục trại chủ chuyện này cùng chúng ta mấy cái không có quan hệ toàn bộ đều là lâm đạm cái này hỗn đản một người chi ngôn chúng ta thế nhưng là ủng hộ vô điều kiện giao mã trại chính là chính là lâm đạm loại này hỗn đản lại dám đi nhục mạ tứ đương gia chết không hết tội ta đề nghị trực tiếp đem hắn lâm đạm ngũ mã phanh thay để cho tứ đương ra bớt giận những người kia không chỉ có rũ sạch quan hệ còn thuận tiện tới một chiêu bỏ đá xuống giếng lâm đạm nhìn xem phía trước cũng đã đã nói xong đồng đội bây giờ thế mà cả đám đều phản bội hắn hắn lập tức thạnh quá hóa giận cái gì cũng không muốn trực tiếp đứng lên chỉ vào mấy cái kia bỏ đá xuống giếng ra hỏa cả giận nói các ngươi mấy tên hỗn đàn này đã nói cùng một chỗ từ giao mã chạy kiếm bộn sau liền bái vào u mặc thành các ngươi lại dám phản bội ta. Cái ngốc bước này, tự mình một người chết còn chưa đủ, lại còn muốn kéo chúng ta mấy cái xuống nước. Mục trại chủ, tứ đương gia, thiên địa chứng giám à, cái này hỗn đản đã tức điên, suy nghĩ kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước. Chính là chính là, mong rằng mục trại chủ cùng tứ đương gia minh giám à. Mong rằng minh giám à. Những người kia trong nháy mắt bị hù té quỵ trên đất, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân lông tơ dựng ngược. Mục Hạo không ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn xem bọn hắn nhất đảng người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đang uống trà nóng Khương Khiêm, dò hỏi, "Khương Thiên, chuyện này, ngươi nhìn thế nào?" Trực tiếp giết bọn hắn. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 156. Khương Khiêm nói đi, liền lại tiếp tục uống lên trà nóng. Mấy người kia nghe được Khương Khiêm lời nói, lập tức bị hù lại độ vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. "Tứ đương gia, van cầu ngươi, chúng ta mấy cái thật sự cũng là vô tội." chính là cũng là cái này hỗn đản muốn kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước tứ đương gia ngài nhất định muốn nghĩ lại à đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ ngữ khương khiêm uống xong một ngụm trà nóng sau ung dung mở miệng nói có thể cho các ngươi một cái cơ hội giết lâm đạm đây là các ngươi mấy cái cơ hội duy nhất lời này vừa nói ra mấy người kia quyết định chắc chắn cấp tốc đứng lên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía lâm đạm lâm đạm ngượng ngùng trách thì trách ngươi chọc phải tứ đương gia à chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Yên tâm đi, chúng ta mấy cái hạ thủ sẽ rất nhanh, nhưng ngươi không cảm giác được một chút đau đớn. Lâm Đạm nhìn xem bọn hắn rút vũ khí ra, lập tức bị hù lùi về phía sau mấy bước. Hiện nay hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi đến tụt cùng là nói ngu xuẩn dường nào lời nói. Thế nhưng là, hiện nay hối hận đã không kịp. Hắn nhìn xem từng bước ép sát mấy người, nói, uy uy uy, chúng ta phía trước đều là cùng một bọn, các ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt à. Cùng một bọn, ngượng ngùng, chúng ta cũng là giao mã chạy người bên này, ai cùng ngươi cái chó săn này là cùng một bọn. Một người trong đó khinh thường nói. Một đám, cùng như ngươi loại này đầu óc thiếu gân người kết nhóm, quả thực là chúng ta mấy cái lớn nhất thất bại. Kém một chút, liền bị ngươi ra hỏa này, hại chết. Mắt thấy, chính mình căn bản là không có cách thuyết phục bọn hắn, liền lựa chọn trực tiếp quay người chạy trốn. Thế nhưng là, tại cái này mấy người vây đuổi phía dưới, hắn lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu chỉ chốc lát sau mấy người kia mang theo lâm đạm thi thể từ bên ngoài trở về mục trại chủ tứ đương ra lâm đạm đã giết chết mấy người thành thành thật thật đem lâm đạm thi thể đặt ở trên đại sảnh khương khiêm khẽ gật đầu nói biết ta cũng sẽ không không tuân thủ lời hứa mấy người các ngươi đều ngồi lại vị trí à là những người kia ngồi trở lại đến trên tại chỗ sau lâm đạm thi thể bị trực tiếp kéo ra ngoài gia cát thanh nguyệt nhìn thấy trước mắt một màn ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn khương khiêm thế mà để cho bọn hắn giết chết lâm đạm cứ như vậy tức làm được hù sợ bọn hắn hiệu quả đồng thời cũng bỏ đi bọn hắn gia nhập vào u mặc thành ý nghĩ dù sao ngươi không dám hứa chắc một giây trước còn xưng huynh gọi đệ người một giây sau có thể hay không nghe theo khương thiên mệnh lệnh giết người giữa bọn hắn đã sinh ra khoảng cách lẫn nhau không tín nhiệm một bước này thật sự là cao à Gia Cát Thanh Nguyệt đều không thể không lại độ cao nhìn Khương Khiêm một mắt. Khương Khiêm chú ý tới Gia Cát Thanh Nguyệt ánh mắt, vội vàng cúi đầu, tự lẩm bẩm. Gia Cát Thanh Nguyệt cái dạng này một mực nhìn lấy ta làm gì? Chẳng lẽ, nàng lại đổi ý? Cũng không có thể à? Có vừa mới cái kia một trận sự tình sau khi xuất hiện. Tất cả mọi người không có một cái nào không dám toàn lực ủng hộ giao mã trại. Rất nhanh, một hồi đơn giản hội nghị kết thúc như vậy. Tất cả trại chủ nhau nhau rời đi giao mã trại, trở lại chính mình trong trại, triệu tập binh lực. Mà, Gia Cát Thanh Nguyệt không hề rời đi. Khương Khiêm có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt, dò hỏi, Gia Cát trại chủ, chẳng lẽ ngươi không cần trở lại chính mình trong trại sao? Không cần. Nói xong, Gia Cát Thanh Nguyệt móc ra một tấm ngũ dai ngàn dặm thông tin phủ. Ân, trại chủ, ngài như thế nào đột nhiên sử dụng ngàn dặm thông tin phủ? Một bên khác dĩ nhiên chính là Trương Cao Siêu. Ngươi bây giờ lập tức tập kết tất cả có thể chiến đấu người, đi tới rào mã trại. Chẳng lẽ muốn tiến đánh U Mặc Thành sao? Không sai biệt lắm, cho nên tốc độ càng nhanh càng tốt. Là, Can đoan sẽ không cô phụ trại chủ kỳ vọng của ngài. Lời nói vừa dứt, Gia Cát Thanh Nguyệt trong tay ngũ giai ngàn dặm thông tin phù biến thành một tia khói xanh, theo gió biến mất không thấy gì nữa. Phù sư chính là hảo, tùy tiện giá trị sử dụng hơn 10 vạn huyền tiền ngũ giai phù lục. Khương Khiêm nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt xa xỉ như vậy, không khỏi cảm thán. Mục Dung chạy chậm tới, tràn ngập địch ý liếc mắt nhìn Khương Khiêm bên cạnh Gia Cát Thanh Nguyệt. Khương Khiêm nhìn xem đột nhiên chạy chậm tới Mục Dung, thế là mở miệng dò hỏi. Mục cô nương, ngươi là có chuyện gì, tới tìm ta sao? À đúng, ta kém một chút quên đi, anh ta gọi Khương đại ca ngươi đến chạy bên ngoài trên tháp canh một chút, có việc thương lượng với ngươi. Mục Dung nghe được Khương Khiêm nhắc nhở lúc này mới nhớ tới cái này chuyện quan trọng. Khương Khiêm gật đầu một cái, ta đã biết, Ta liền tới đây." Tiếng nói vừa dứt, Khương Khiêm liền bắt đầu hướng về chạy đi ra ngoài. Mục Dung ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn xem ra các Thanh Nguyệt, hai tay chống lạnh nói, "Ta sẽ không đem Khương Đại ca nhường cho ngươi. Phải không? Ngươi làm sao lại xác định ngươi chỉ có ta cái này một cái địch nhân đâu?" Gia Cát Thanh Nguyệt băng lãnh sau khi trả lời, liền từ Mục Dung bên cạnh gặp thoáng qua. Mục Dung nghe Gia Cát Thanh Nguyệt lời nói, có chút không hiểu, nàng đến cùng đang nói cái gì? Bất quá nàng cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ. Một bên khác, Khương Khiêm đã tới trên tháp canh, thấy được Mục Hạo không, hỏi, không biết, trại chủ đột nhiên bảo ta tới là có chuyện gì không? Khương Thiên, ngươi thuyết minh ngày cùng U mặc thành đại chiến, phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Mục Hạo không chuyển quá mức nhìn về phía Khương Khiêm, mười phần nghiêm túc dò hỏi. Khương Khiêm đứng tại trên tháp canh, hai tay phụ sau, híp mắt nhìn về phía U mặc thành phương hướng nói, Nam Thành. Nam Thành sao? Chỉ cần một nửa sao, Bất quá, đời ta không nghĩ tới, lại có hướng một ngày chúng ta giao mã chạy có thể cùng U mặc thành chính diện cường rắn. Mục hạo không nói, lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Chính xác, nếu là không có Khương Khiêm lời nói. Bọn hắn giao mã chạy đoán chừng cả một đời có thể đều phải trông coi nơi này, về sau còn có thể sẽ bị U mặc thành tiêu diệt. Căn bản sẽ không có loại cơ hội này. Khương Khiêm ánh mắt nhìn U mặc thành, không có ai biết hắn bây giờ đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Mục hạo không, Khương Khiêm, ra các thanh nguyệt ba người ngự kiếm phi hành tại đại bộ đội phía trước nhất. Chi này đại bộ đội nhân số, ước chừng là tại khoảng 10 vạn. Xem như quy mô tương đối lớn quân đội. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm người đã binh lâm thành hạ. Khương Khiêm bây giờ mang lên trên mặt nạ quỷ, hai tay phụ sau, hai mắt chẳng biết lúc nào biến thành huyết hồng sắc. Trên tường thành, La Giang nhìn xem minh mông đại quân, nói Mục hạo không, nếu không phải Khương Thiên cái này hỗn đàn ngươi chỉ sợ căn bản không có loại cơ hội này chẳng lẽ là khương thiên tại các ngươi giao mã trong trại danh vọng so ngươi còn cao hơn à hừ đừng dùng kế ly gián ta không để mình bị đẩy vòng vòng khương thiên chính là hảo huynh đệ của ta hắn uy vọng cao hơn ta chứng minh hắn có thực lực này ta hảo huynh đệ thực lực mạnh ta vì sao muốn để ý mục hạo không đối mặt la giang kế ly gián căn bản vốn không dính chiêu này hừ la giang lạnh rên một tiếng cũng không có nói tiếp thứ gì tại giữa song phương bầu không khí đã đạt đến điểm tới hạn phảng phất một giây sau bọn hắn liền muốn khai chiến bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua ta trở thành tập 157 la giang nhìn xem mục hạo không bọn hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên trên tường thành vô số binh sĩ cài tên kéo nỏ ngắm chuẩn lấy bọn hắn phóng hưu 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 vô số phát mũi tên nhanh chóng hướng về bọn hắn công kích mà đến gia các thanh nguyệt thấy vậy lạnh rên một tiếng trong tay hiện lên một tấm ngũ dài phủ lục một giây sau phù lục hóa thành một lồng ánh sáng lồng phủ lên đám người những cái kia mũi tên căn bản là không có cách phá vỡ đạo ánh sáng này cháo một cái tiếp theo một cái rơi vào trên mặt đất la giang nhìn xem tấm bùa kia không khỏi cả kinh ngũ giai phù lục huyền quy cháo phủ tố văn trăm miêu chạy chạy chủ chính là một cái phù sư không nghĩ tới càng là một cái ngũ giai phù sư sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập vào ta u mặc thành ngũ giai phù sư thật sự là quá tôn quý hơn nữa hy hi hữu hắn cũng là thực tình muốn cho gia cát thanh nguyệt gia nhập vào bọn hắn u mặc thành gia cát thanh nguyệt còn chưa mở miệng mục hạo không trước tiên tức giận bất bình nói cái gì gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa nói giống như các ngươi thật giống như là danh môn chính phái các ngươi phải không các ngươi không phải đối mặt mục hạo không trào phúng la giang cũng không đi để ý tới mà là nhìn về phía gia cát thanh nguyệt chờ mong câu trả lời của nàng gia cát thanh nguyệt lại lắc đầu ngượng ngùng ta cũng không từng nghĩ muốn gia nhập vào U Mạc Thành. Phải không? Đó thật đúng là thật là đáng tiếc. La Giang có chút thất vọng khẽ lắc đầu, giơ tay phải lên. Đóng chặt cửa thành, bỗng nhiên mở ra, vô số binh sĩ đập vào tầm mắt, mà dẫn đầu chính là Ngô Phi Vũ cùng tiền đêm. Mục Hạo không nhìn đối phương đều chuẩn bị đánh ra, hắn cũng lập tức vung tay hô to, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị giết địch. Giết. Sau lưng mấy vạn đủ người thanh cao hô, sông thẳng lên trời. Khương Khiêm hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn về phía Ngô Phi Vũ, lẩm bẩm nói, liền đến phân thần cảnh sao, không hổ là có ma đế truyền thừa, tốc độ tu luyện chính là nhanh. Tiêu diệt giao mã trại. Ngô Phi Vũ nói đi, tay cầm trường kiếm dẫn dắt quân đội trực tiếp xông ra ngoài. Mục Hạo không nhìn xem đánh tới U Mặc Thành quân đội, giận dữ hét, giết à. Một giây sau, song phương thế lực trong nháy mắt chém giết lại với nhau. Ngắn ngủi không đến 10 giây, trong không khí cũng đã tràn ngập mùi máu tươi. Ngô Phi Vũ cùng Mục Hạo không đánh lẫn nhau lại với nhau. Đến nỗi Khương Khiêm tự nhiên là bị tiền đêm cho gắt gao ngăn chặn. Khương Khiêm toàn thân ma khí bộc phát, kinh khủng ma khí lồng trùm lên u mặc thành bầu trời. Có chút thực lực tương đối yếu ớt u mặc thành binh sĩ, trong nháy mắt bị ma khí lây, hướng mình đồng bạn vung đao. Tiền đêm nhìn xem đang cùng chính mình chiến đấu Khương Khiêm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cảnh giới của hắn mặc dù cũng chưa nói thăng, nhưng mà có ma khí xa xa so trước đó mạnh hơn ít nhất hai lần gia hỏa này, đến cùng là tại tu luyện công pháp gì? Thế mà bằng vào sức khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, nắm giữ viễn siêu tại phân thần cảnh ma tu ma khí. Sau khi kinh ngạc, Khương Khiêm bỗng nhiên mở miệng nói, ngượng ngùng, mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi. Hắn đây là cái gì ý? Tiền đêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng về Khương Khiêm một quyền oanh sát mà đến. Một quyền này, uy lực 10 phần. Nếu là Khương Khiêm ngạnh sinh sinh chống được một kích này, đoán chừng quá sức. Nhưng mà Khương Khiêm chưa bao giờ từng nghĩ muốn chống được một kích này. Chỉ thấy trên tay phải hắn hiện lên một tấm bùa chú, phù lục phát sáng, một đạo che chắn xuất hiện tại trên thân Khương Khiêm. Một quyền này đánh vào trên che chắn, giống như đánh vào trên bông. Trơ mắt nhìn Khương Khiêm hướng về La Giang tới gần. Hắn muốn đuổi theo đi, thế nhưng là phát hiện một đạo xét đánh ngăn cản lại đường đi của hắn. Quay đầu nhìn lại, càng là Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Thanh Nguyệt tay phải nhẹ nhàng vung lên gần như hơn 20 tấm ngũ giai phù lục quanh quẩn tại hắn quanh thân. Nàng đi tới tiền đêm trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta với ngươi một trận chiến. Tiền đêm nhìn xem số lượng kia kinh khủng phù lục, khóe miệng giật giật. Hắn bây giờ rốt cuộc biết câu kia ngạn ngữ hàm nghĩa, tình nguyện trêu chọc tu sĩ mạnh mẽ, cũng không nguyện ý trêu chọc cường đại phù sư, đan sư cùng với trận pháp sư. Cái này hơn 20 tấm ngũ giai phù lục, hắn đoán chừng rất khó ăn tiêu tan. La Giang nhìn xem đánh tới Khương Khiêm, tay phải cầm trường thương, âm thanh lạnh lùng nói chỉ là một cái xuất khiếu cảnh hậu kỳ liền phân thần cảnh đều chưa đạt đến gia hỏa cũng vọng tưởng khiêu chiến ta đơn giản si tâm vọng tưởng dứt lời la giang nhấc lên trường thương trong tay một thương quét ngang một cỗ cường đại sức mạnh đâm đầu vào đánh tới khương khiêm cấp tốc giơ lên trong tay huyết kiếm bang huyết kiếm phát ra một hồi vù vù âm thanh cường đại chấn động chấn khương khiêm hai tay hổ khẩu run lên ta dựa vào cái này vẻn vẹn chỉ là la giang đòn công kích bình thường sao thế mà cường đại như thế. Quả nhiên, hợp thể cảnh trung kỳ thực lực chính là kinh khủng. Huống chi, La Giang gia hỏa này cũng không phải phổ thông tu sĩ. Xem ra, cũng không thể che giấu, nhất thiết phải sử dụng sức lực toàn thân. Mở. Khương Khiêm nổi giận gầm lên một tiếng, phần lưng đen kỳ lân trong nháy mắt mở to mắt, yêu diễm con người màu đỏ ngòm làm cho người cảm thấy ve mùa đông. Trên thân ma khí so trước đó càng thêm nồng đậm, trên mặt mặt nạ quỷ cũng bởi vì không thể chịu đựng khủng bố như thế sức mạnh bắt đầu chia sụp đổ phân ly. Phanh, mặt nạ trong nháy mắt phá toái, hóa thành một đống bột mịn, theo gió phiêu lãng. Ngô Phi Vũ đang cùng Mục Hạo không chiến đấu khoảng cách, càng nhìn đến Khương Khiêm dung mạo. Khương Khiêm, chờ một chút, nếu cái này mang theo mặt nạ quỷ chính là Khương Khiêm. Mà, đánh bại tông chủ cũng là Khương Khiêm. Vì hiệp trợ Trần Thế Dân trở thành Long Viêm Quốc Hoàng đế cũng là Khương Khiêm. Hết thảy đều là Khương Khiêm giở trò quỷ. Khương Khiêm, vì cái gì ngươi lúc nào cũng phải phá hư ta, vì cái gì à ngô phi vũ triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái thực lực cũng theo đó cùng nhau tăng vọt mục hạo không nhìn xem ngô phi vũ vậy căn bản lối đánh liều mạng cùng lúc trước tưởng như hai người gia hỏa này như thế nào đột nhiên nổi điên ta nhớ được khương thiên phía trước nói qua cùng gia hỏa này có chút liên quan xem ra cái này liên quan cũng không ít à mặc dù ngô phi vũ thực lực lấy được trình độ nhất định tăng lên nhưng mà mục hạo không vẫn còn có chút thực lực có thể đối kháng ở ngô phi vũ khương khiêm biến hóa trên người cũng không ngừng hắn tại sử dụng vạn ma kỳ lân quyển cùng vạn ma thánh thể thời điểm đồng thời cũng tại luyện hóa phía trước hút lấy thực ma cung ma khí tùy theo số lớn ma khí bị hút cảnh giới của hắn lại tại chỗ bước vào phân thần cảnh sơ kỳ trên mặt hiện lên một vòng đen như mực hình xăm tựa như sinh vật gì lợi chảo phun ra một ngụm ma khí con ngươi màu đỏ ngòm nhìn về phía la giang lạnh như băng nói tiếp tục dứt lời khương khiêm lại độ nhấc lên trong tay huyết kiếm hướng về La Giang đánh tới. La Giang bình sinh chưa bao giờ cảm nhận được sợ hãi như vậy, bây giờ lại tại trên thân Khương Khiêm cảm nhận được, cái này khiến hắn cảm thấy nhục nhã, trong lòng trong nháy mắt bốc lên thứ nhất cỗ lửa giận. Chỉ là một cái phân thần cảnh sơ kỳ thôi, còn nghĩ giết chết ta, đơn giản chính là người si nói mộng. Ba âm hoàng phá, gầm lên giận dữ. La Giang trên thân bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Trên bầu trời, lại có một cây siêu cự hình trường thương hướng về Khương Khiêm rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt con ngươi co rụt lại. Gia cát Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời cự hình trường thương con ngươi co rụt lại. Thật mạnh cảm giác áp bách. Mục Dung tay cầm trường kiếm, đánh giết sạch bên cạnh địch nhân, ánh mắt cực độ lo lắng nhìn về phía Khương Khiêm. Khương đại ca, bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 158. Khương Khiêm ngẩng đầu nhìn đạo kia siêu cự hình trường thương, thu hồi huyết kiếm. Tay phải nắm chắc thành quyền, vô số ma khí bắt đầu hội tụ tại kỳ hữu quyền thượng giống một đạo kỳ lân đầu người như có như không xuất hiện tại kỳ hữu quyền thượng phá khương khiêm gầm thét một tiếng một quyền cùng cái kia siêu cự hình trường thương đụng vào nhau chung quanh không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàn một cỗ cường đại khí lãng đem chiến trường gần như một phần ba người đều thổi bay ra ngoài thấp giao mã chạy mọi người thấy khương khiêm ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này đều lộ ra vui vẻ nụ cười ha 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 chống chống được tứ đương ra ngưu bức không hổ là chúng ta tứ đương ra như bức lợi hại. Ha ha ha, thấy không, chúng ta tứ đương ra bao nhiêu lợi hại. Vô số người đều ở đây vì Khương Khiêm gieo hò. La Giang nhìn xem Khương Khiêm lại tiếp nhận một thương này, lại độ huy động trường thương trong tay. Một cây tiếp nhận, như vậy thứ hai cán đầu. Dứt lời, lại một cây siêu cự hình trường thương vạch phá tầng mây, va chạm ở phía trước cái kia một cây siêu cự hình trường thương. Giờ khác này, tuyệt vọng lại độ lồng phủ lên dao mã chạy. Mục hạo không nhìn xem một màn như thế, cũng bắt đầu vì Khương Khiêm lo lắng. Khương Thiên, Mục Dung cùng Gia Cát Thanh Nguyệt hai nữ càng thêm không cần nói. Nếu không phải, các nàng hai người đều bị cuốn lấy lời nói. Đoán chừng, các nàng có thể liền đã xông lên, trợ giúp Khương Khiêm. La Giang nhìn xem Khương Khiêm như thế cật lực bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Ha 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 ha, chỉ là hai thanh trường thương liền đã có thể đem ngươi bước đến tuyệt cảnh như thế sao? Như vậy, lại đến một thanh đâu? Lời này vừa nói ra, bầu trời không ngờ xuất hiện một thanh siêu cự hình trường thương hướng về đem khương khiêm áp chế tới khương khiêm đối mặt ba thanh trường thương khóe miệng tràn ra máu tươi hư nhẹ một tiếng Này liên toàn bộ thực lực của ngươi sao như vậy như vậy xem ra thực lực của ngươi tựa hồ cũng chẳng ra sao cả thực sự là làm ta có chút thất vọng mạnh miệng ngươi có bản lãnh chống đỡ cái này ba thanh trường thương xem à la giang cho rằng khương khiêm bất quá cũng chỉ là mạnh miệng thôi khương khiêm khí tức trên người dần dần bắt đầu kéo lên trên thân sức mạnh cũng theo đó cùng nhau trở nên mạnh mẽ như vậy ta liền đánh nát cho ngươi xem một chút một giây sau phanh chỉ nghe được một hồi vang tận mây xanh nổ lớn âm thanh vô số mảnh vụn rơi xuống từ trên không khương khiêm tựa như tuyệt thế bất bại ma tôn sừng sững ở trên bầu trời hơi hơi gió nhẹ thổi qua hắn cái kia giống như đêm tối tóc dài đe nhánh màu máu đỏ đồng tử con mắt nhìn về phía trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi la giang giao mã chạy mọi người thấy cường đại như thế khương khiêm lập tức sĩ khí tăng vọt, đạt đến trước nay chưa có một loại độ cao. Tứ đương gia uy vũ, tứ đương gia uy vũ. Tứ đương gia đều như vậy đối kháng La Giang, chúng ta còn có lý do gì không liều mạng chết giết địch. Giết à, cầm xuống U mặc Thành, đừng cho tứ đương gia thất vọng. Vốn là có chút ưu thế giao mã chạy đám người, bây giờ bởi vì Khương Khiêm, khiến cho bọn hắn lập tức sĩ khí tăng mạnh. Giết địch càng thêm cấp tốc, càng thêm hung ác. La Giang nhìn xem đã binh lâm thành hạ đám người, ném xuống trường thương trong tay, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trong cao không khương khiêm. Đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Dứt lời, trong tay La Giang bỗng nhiên xuất hiện một khối huyết sắc ngọc thạch, tay phải nhẹ nhàng bóp, huyết sắc ngọc thạch phá toái. U trong mặc thành tẩn mát ra một đạo trùng thiên huyết quang, ngay sau đó chính là liên miên không dứt tiếng kêu rên. Gia hỏa này tại hiến tế toàn bộ u mặc thành bách tính. Gia Cát Thanh Nguyệt tuy là phù sư, nhưng mà thân ở có trận pháp nổi tiếng Gia Cát gia, đối với trận pháp tự nhiên có nhất định nhận biết độ. Nàng một mắt liền nhìn ra La Giang sử dụng trận pháp, chính là bị cấm chỉ trận pháp hoang cổ huyết tế trận. Loại trận pháp này cần hiến tế đến hàng vạn mà tính đầu sinh mệnh, dùng cái này thu được ngắn ngủi thực lực để thăng. Khó trách vài ngày trước nói La Giang có chút lớn động tác, thì ra chính là bố trí cái này hoang cổ huyết tế trận. Đoán chừng, hắn cũng cho rằng trận chiến ngày hôm nay có thể sẽ thất bại, cho nên lưu lại như thế cực đoan hậu chiều. Mà bây giờ, trận pháp đã thành. Như vậy, u bên trong mặc thành tất cả sinh mệnh đem bị toàn bộ hiến tế. Số lớn sức mạnh liên tục không ngừng tràn vào la giang trong thân thể, lại đã đạt đến nửa bước niết bàn cảnh. Phun ra một ngụm chọc khí, la giang bộ dáng như thế tựa như một người điên, hắn lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi nụ cười, nhìn xem Khương Khiêm. Kiệt kiệt kiệt, Khương Thiên thực lực của ngươi chính xác cường đại. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ khối khu vực này căn bản không có ai có thể uy hiếp được ta. Vốn là, ta cho là ta không biết dùng sau đó lộ, nhưng mà ngươi thành công đem ta bức cho đến tuyệt cảnh. Ta đều sử dụng một chiêu này, ngươi có thể an tâm đi." Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, La Giang cũng đã đi tới Khương Khiêm trước mặt, một quyền đánh giết tới. Khương Khiêm cấp tốc phản ứng lại, giơ lên hai tay, miễn miễn cưỡng cưỡng chống được một kích này, cả người trong nháy mắt bay đổ ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Phanh! Khương Khiêm rơi vào mặt đất vị trí, xuất hiện một cái hố to. Đồng thời tựa như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía dặn nứt ra. Khương đại ca. Mục Dung nhìn thấy tình hình như thế, liều lĩnh hướng về Khương Khiêm chạy gấp tới. Gia Cát Thanh Nguyệt thấy vậy cũng muốn đi qua, nhưng làm sao mình bị tiền đêm ra hỏa này không chết tiểu cường ngăn lại. Xéo đi. Gia Cát Thanh Nguyệt cực kỳ không nhịn được mở miệng nói ra. Vô số đạo lôi điện rơi xuống, cứng rắn bổ vào tiền đêm trên thân. Bây giờ tiền dạ tuy đã bị biến thành một khối than, nhưng mà hắn vẫn là bằng vào nghị lực ngăn cản Gia Cát Thanh Nguyệt đường đi. Ta không thể cho ngươi đi Khương Thiên, trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó thành chủ đại nhân. Gia Cát Thanh Nguyệt ngược lại có chút kính nể tiền đêm người này trung thành, nhưng mà loại này ngu trung, làm nàng cực kỳ không kiên nhẫn. Mục Dung sắp chạy đến Khương Khiêm bên người thời điểm. Mục cô nương, không được qua đây, bên này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi mau trở về. Khương Khiêm từ trong hố to bò lên, quay đầu nhìn xem hướng về hắn chạy như bay tới Mục Dung, gọi nàng lại. Mục Dung nhìn xem Khương Khiêm, lo lắng nói, thế nhưng là mục cô nương ngươi yên tâm đi thực lực của ta rất mạnh không có việc gì đâu khương khiêm ôn nhu nở nụ cười sau ánh mắt một lần nữa nhìn về phía la giang la giang cười lạnh một tiếng ai nha nha không nghĩ tới khương thiên ngươi lại còn được hoan nghênh như thế phải không có thể ta so ngươi cái người điên này chính xác càng thêm chịu đến hoan nghênh à khương khiêm lau đi khóe miệng máu tươi lắc lắc run lên hai tay ánh mắt của hắn cực độ ngưng trọng nhìn về phía la giang cắn chặt rằng chẳng lẽ thật sự không có cách nào chiến thắng La Giang sao. Bây giờ, Khương Khiêm đã không có trăm phần trăm chắc chắn giành được La Giang. Thậm chí, hắn có thể ngay cả mười phần trăm cũng đã không có. Hừ, hy vọng ngươi đến trên hoàng tuyền lộ cũng có thể miệng lưỡi dẻo quẹo như thế. La Giang lạnh rên một tiếng, sử xuất toàn lực hướng về Khương Khiêm vung tới một quyền. Một quyền này thế mà kéo theo phong lưu, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một chút thực lực thấp lại tới gần tu sĩ, cũng không có đánh vào trên người bọn họ, bọn hắn lại từng cái hóa thành xương máu tiêu thất. Khương Khiêm nhìn xem một quyền kia, gọi ra huyết kiếm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không có lòng tin đón lấy một quyền này. Đinh, kiểm chắc đến đặc thù địa điểm, u mặc thành chiến trường. Phải chăng đánh dấu. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 159, ta như thế nào đột nhiên quên đi hệ thống ngươi ra hỏa này. Chỉ mong ngươi có thể cho ta một chút đồ tốt. Đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng Túc chủ thu được như sau ban thưởng, Thất giai cường hóa đan, có thể cưỡng ép để thăng người dùng hai cái đại đoạn cảnh giới, bất quá chỉ là tạm thời, hơn nữa dược hiệu đi qua, người dùng sẽ lâm vào hơn 10 ngày hôn mê kỳ, Bắc Hàn huyền tinh 11. Theo, hệ thống tiếng nói vừa dứt, một quyền kia rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, vô số người bị tác động đến, mất đi tính mệnh. Hết lần này tới lần khác cái này vô số trong đám người, lại có 8 thành người là u mặc thành binh sĩ. Đoán chừng Khương Khiêm chính là cố ý rơi vào nơi này. Mục Dung nhìn một màn trước mắt, tuyệt vọng té quỵ trên đất, không cầm được nước mắt rơi xuống, lê hoa đái vũ nàng cuồng loạn hồ. Khương đại ca, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng triệt để yêu cái này xấu bụng, thực lực cường đại, có mưu trí, có thể còn sẽ có đôi khi đậu bị Khương Khiêm. Trơ mắt nhìn Khương Khiêm chết ở trước mắt, lòng của nàng tựa như bị đau rảo đồng dạng. Làm nàng bắt đầu có chút hô hấp khó khăn. Mục hạo không cũng triệt để không cảm giác được Khương Khiêm khí tức, Hắn không thể tin được nói, Khương Thiên, hắn, hắn chẳng lẽ chết? Hắn chính là không muốn tin tưởng, thế nhưng là hắn chính xác đã không cảm giác được khí tức. Ngô Phi Vũ lại là vô cùng cao hứng, không nhịn được bật cười. Ha 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 ha, Khương Khiêm ngươi cuối cùng chết, mặc dù không phải ta giết, nhưng mà kết quả cũng giống nhau. Dạng này, Tử Huyên nhất định sẽ tới đến bên cạnh ta. Gia Các thanh nguyệt chân mày hơi nhíu lại, lại phát giác dị thường, nàng tại Khương Khiêm chết đi trong nháy mắt lấy ra một tấm sinh tử phù lục. Chương này sinh tử phù lục cùng Khương Khiêm sinh mệnh là khóa lại cùng một chỗ. Nếu là Khương Khiêm chết, như vậy sinh tử phù lục liền sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng mà, sinh tử phù lục lại không có như thế nào phải hóa thành cho tàn dấu hiệu. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, Khương Khiêm cũng không chết đi, hắn còn sống. La Giang cảm thụ được đã hoàn toàn biến mất Khương Khiêm khí tức, không khỏi lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hừ, cùng ta đối nghịch hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên bắt đầu rơi ra một hồi mưa to, cọ rửa lấy mùi máu tươi của chiến trường. Đồng thời, lồng đắp lên Khương Khiêm thi thể cực lớn bụi mù tại nước mưa tác dụng phía dưới, dần dần biến mất. Khi bụi mù tiêu tan sau, một màn trước mắt. Mục Dung, Mục Hạo không, ra các thanh nguyệt cùng với khác giao mã chạy đám người, đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Ngô Phi Vũ cùng La Giang hai người, sắc mặt trong nháy mắt giống như màu gan heo, cực kỳ khó coi. Có thể để cho bọn hắn đám người biến thành bộ dáng như thế chỉ có một khả năng. Đó chính là Khương Khiêm còn sống. Khương Khiêm bình yên vô sự đứng tại chỗ bên trên, cười nhạt vỗ vỗ trên thân cho bụi, quay đầu liếc mắt nhìn Mục Dung. Mục cô nương, ta cũng không có chết, ngươi khóc thương tâm như thế làm gì? Khương đại ca. Mục Dung nhìn thấy Khương Khiêm không có chết, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, nước mắt trên mặt nàng cũng theo nước mưa cọ rửa sạch. Trực Khương Khiêm ánh mắt lại độ nhìn về phía La Giang, cười lạnh nói để chúng ta tiếp tục à. Lời nói vừa mới rơi xuống đất. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ hoàn toàn có thể cùng la giang địch nổi khí tức cường đại. Nết bàn cảnh. Tứ đương ra lại là nết bàn cảnh. Ta dựa vào, phía trước một giây vẫn là phân thần cảnh, một giây sau trực tiếp vượt qua hợp thể cảnh, đạt đến nết bàn cảnh. Ta liền biết, chúng ta tứ đương ra thực lực cường đại, căn bản sẽ không như thế dễ như trở bàn tay chết đi. Giao mã chạy mọi người đều hưng phấn cười ra tiếng mục hạo không có chút kinh ngạc nhìn khương khiêm nuốt nước miếng niết nết bàn cảnh thực lực này có phần ẩn tàng cũng quá tốt rồi đi trong mọi người kinh ngạc nhất không gì bằng ngô phi vũ ngô phi vũ là cùng khương khiêm từ cùng một nơi đi ra ngoài hắn khi nhìn đến khương khiêm đi tới vực ngoại sau thực lực lại có thể đạt đến nết bàn cảnh mà hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái phân thần cảnh sơ kỳ dạng này vừa so sánh hắn đơn giản chính là một cái phế vật cuộc chiến đấu này đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì hắn không dám hứa chắc la giang tất thắng đã như vậy ngô phi vũ ánh mắt bỗng nhiên biến vô cùng kiên định sử dụng lực khí toàn thân đem mục hạo không kích bay ra ngoài sau hắn không chút do dự thoát đi chiến trường mục hạo không nhìn xem chạy trốn ngô phi vũ cũng không đuổi bắt mà là lập tức đi hiệp trợ ra các thanh nguyệt cầm xuống tiền đêm ra hỏa này la giang cùng khương khiêm bên này lại độ chiến đấu lại với nhau có thực lực nếp bàn cảnh khương khiêm hoàn toàn nghiền ép lấy la giang đánh tại trận này đã không có bất kỳ huyền niệm chiến đấu phía dưới la giang đã bất lực tái chiến hắn bị khương khiêm từ không trung đánh rơi khảm nạm ở trên tường thành phốc la giang cảm thụ ngực một muộn cổ họng quản ngòn ngọt một ngụm lão huyết phun ra khương khiêm hai tay phụ sau đứng ở la giang trước mặt một cỗ hắc khí dần dần quấn quanh ở la giang chỗ cổ mình đầy thương tích hắn cực độ hư nhược nhìn xem khương khiêm khổ sở nói bản thân la giang đi tới nơi này cái loạn châu bằng vào sức một mình tại cái này một góc nhỏ thiết lập u mặc thành không nghĩ tới ta liền thế mà lại chết ở trên tay của ngươi thôi ta không muốn lại nói tiếp thứ gì dứt lời khí tức của hắn tùy theo cùng nhau tiêu thất khương khiêm nhìn xem từ trên tường thành rơi xuống la giang thi thể hắn dần dần cũng rơi xuống trên mặt đất tay phải che đau đớn đầu lẩm bẩm nói dược hiệu phải qua sao nói xong hắn bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại cả người thuận thế ngã xuống Khương Đại Ca, Khương Thiên, Khương Thiên, không biết có phải hay không là huyễn thính, hắn tại sắp đã hôn mê thời điểm, phảng phất là nghe được có người đang hô hoán tên của hắn. Mục Hạo không cấp tốc tiếp nhận Khương Khiêm. Mục Dung nhìn xem đã hôn mê Khương Khiêm, vội vàng hướng Mục Hạo không mở miệng dò hỏi, Lão Ca, Khương Đại Ca như thế nào? Không có việc gì, khí tức bình ổn, có lẽ chỉ là bởi vì mệt đến đi. Mục Hạo không đơn giản liếc mắt nhìn, xác nhận Khương Khiêm không ngại sau, không khỏi thở dài một hơi. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Khương Khiêm tình huống, nói: "Đoán chừng là ăn cái gì có thể tạm thời tăng cao thực lực đan dược, bất quá tựa hồ loại đan dược này cũng không muốn Khương Khiêm tính mệnh, tu vi cũng trở về nguyên lai trình độ." Đoán chừng đại giới chính là có thể muốn hôn mê rất lâu. Thì ra là như thế, ngược lại U Mặc Thành đã đánh hạ, Khương Thiên cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Mục Hạo không nhìn xem đã công xuống U Mặc Thành, trong ánh mắt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ Đúng như La Giang nói tới, không có Khương Khiêm, giao mã chạy cũng sẽ không đi đến một bước này. Nhưng mà, thì tính sao? Khương Khiêm chính là ta hảo huynh đệ, chỉ cần hắn mở miệng, U Mặc Thành đưa cho hắn cũng có thể. Hơn 10 ngày sau, Khương Khiêm chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, "Ta đây là hôn mê bao lâu?" Nói xong, hắn bò xuống giường, rời phòng sau, Mục Dung cùng Gia Cát Thành Nguyệt hai nữ cũng đang đi tới. "Khương đại ca, ngươi đã tỉnh rồi." Khương Thiên hai nữ nhìn xem tỉnh lại Khương Khiêm, cũng không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười. Kia cái gì, ta hôn mê bao lâu? Từ đánh hạ U mặc thành sau, đại khái 15 ngày à? 15 ngày? Con mẹ nó, ta sẽ không phải bỏ lỡ à? Khương Khiêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi co rụt lại. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 160, trực Khương Khiêm vội vàng hướng hai nữ mở miệng dò hỏi. Sương mù huyết minh, có hay không đến nơi này? Sương mù huyết minh, đó là một cái tổ chức gì? Thực lực rất cường đại sao? Gia Cát Thanh Nguyệt một mặt mê mang nhìn xem Khương Khiêm, tựa hồ nàng cũng căn bản không biết cái gì là sương mù huyết minh. Chính là một đám mặc mũ che màu đỏ ngòm, áo choàng bên trên in mê vụ hiện trạng một đám gia hỏa. Khương Khiêm đơn giản mở miệng giới thiệu nói. Hai nữ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau sau, nhao nhao lắc đầu. Khương đại ca, từ ngươi hôn mê đến bây giờ cũng không có cái gì sương mù huyết minh đi tới u bên trong mặc thành. Không tệ, trong khoảng thời gian này cũng là mục hạo không tại xử lý trong thành sự vụ không có cái gì người xa lạ đã đến u mặc thành khương khiêm nghe vậy cũng liền thở dài một hơi hô còn tốt không có tới ta còn tưởng rằng ta bỏ lỡ cơ hội đâu ta đi bái phòng một chút trại chủ à nói xong khương khiêm liền đứng dậy hướng về mục hạo không hiện nay ở trong thành chủ phủ gia cát thanh nguyệt cùng mục dung hai nữ tự nhiên là đi theo sau lưng khương khiêm cùng lúc đó phủ thành chủ Mục Hạo không đang cùng Sương Mù Huyết Minh phái tới người tại thương lượng sự tình gì. Mục Hạo không nhìn xem trước mắt cực kỳ cường đại hai người, ngồi ở thượng vị có chút cảm giác như ngồi bàn trông. Con mẹ nó, thế mà phái hai cái nếp bàn cảnh hậu kỳ cường giả tới. Trong đó một tên mang theo bịt mắt nam tử, cười nhạt nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Sương Mù Huyết Minh đặc sứ, tên là Hạ Hàn. Vị này cũng là đặc sứ, Thu Yên. Hắn đồng thời cũng giới thiệu bên cạnh mặt trái xoan, da trắng dung mạo xinh đẹp nữ tử. Thu Yên miễn cưỡng nở nụ cười, nói, đầu tiên phải chúc mừng Mục Thành chủ thành công thống nhất phiến khu vực này. Mà chúng ta sương mù huyết minh mục đích, chắc hẳn Mục Thành chủ cũng biết. Mục Hạo không khẽ gật đầu. Ta biết, các ngươi là tới mời ta gia nhập vào sương mù huyết minh. Đối với sương mù huyết minh, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Loạn châu đúng nghĩa tối cường tổ chức, không có cái thứ hai. Sương mù huyết minh cường đại ở chỗ, bên trong thành viên trên cơ bản cũng là sương bá một phương thành chủ trở thành kỳ thành viên, bình thường không cần nghe theo sương mù huyết minh mệnh lệnh, hơn nữa còn có thể thu được rất nhiều phúc lợi. Nhưng mà, khẩn yếu quan đầu vẫn là phải lấy sương mù huyết minh mệnh lệnh là tất cả. Ha ha ha, không tệ, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện, như vậy mục thành chủ khảo lo như thế nào. Hạ Hàn sau khi cười to, hỏi đến mục hạo không ý kiến. Mục hạo không mình đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng mà tòa này U mặc Thành có 80% công lao là về Khương Thiên. Cho nên, chính hắn không thể tự tiện làm chủ. Điểm này mà nói, ta một người cũng không thể làm chủ, còn muốn cần chúng ta tứ đương ra đồng ý mới được. Tứ đương ra, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia đánh giết La Giang ra hỏa. Thu Yên trước khi đến, cố ý điều tra qua một phen. Phát vì vậy cũng đã biết Khương Khiêm tồn tại. Cái kia mau gọi cái kia tứ đương ra tới. Hạ Hàn lập tức mở miệng nói ra. Không cần, ta đã đến đây. Khương Khiêm lúc này mang theo hai nữ đã đi vào rồi. Hạ Hàn cùng Thu Yên ánh mắt đều nhìn về Khương Khiêm, trong hai người tâm cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thật trẻ tuổi, hắn thật là cái kia giết chết la ra người. Khương Khiêm ngồi ở trên một cái ghế, liếc mắt nhìn hai người. Nét bàn cảnh hậu kỳ, xem ra sương mù huyết minh rất để mắt khối khu vực này à. Ta chính là Khương Thiên, đến nỗi chuyện của các ngươi, ta đã nghe được. Sương mù huyết minh có thể để cho chúng ta u mặc thành gia nhập vào, tự nhiên là phúc phần của chúng ta, cho nên chúng ta nào còn có đạo lý cự tuyệt hạ hàn nghe được hương khiêm lời nói gật đầu một cái ha 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 không tệ không tệ ta đột nhiên có chút thích ngươi gia hỏa này đã như vậy sự tình cứ như vậy quyết định qua chút thời gian ta liền sẽ phái người đem sương mù huyết minh trang phục phía dưới phát đến các ngươi nơi này nói xong hắn cùng với thu yên đứng lên tốt hai người chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành có thể rời đi mục thành chủ tứ đương ra các ngươi không cần tiễn đưa dứt lời hai người bọn họ khi đang chuẩn bị rời đi phủ thành chủ khương khiêm lại tại lúc này kêu bọn hắn lại chờ một chút ta còn có một chuyện cần cùng hai vị nói một chút sự tình sự tình gì hạ hàn hơi nghi hoặc một chút xoay người nhìn về phía khương khiêm khương khiêm cười nhạt nói cũng không phải chuyện đại sự gì chúng ta u mặc thành không phải đã coi như là sương mù huyết minh một thành viên sao không tệ nếu là ta nhớ không lầm quý minh đối đãi thành viên rất nhiều phúc lợi bên trong trong đó có một hạng phúc lợi là hàng năm mỗi cái thành viên đều có một lần rời đi loạn châu đi tới bốn châu cơ hội, không biết có phải là thật sự hay không. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói cái gì sự tình đâu, nguyên lai like là chuyện này à, không tệ quả thật có cái này phúc lợi. Nói xong, hạ hàn lai like đến Khương Khiêm trước mặt. Tứ đương ra, ngươi phải ly khai loạn châu sao. Không tệ. Đã như vậy mà nói, ta cùng Thu Yên đến bên ngoài thành chuẩn bị kỹ càng pháp khí, mà tứ đương ra ngươi chuẩn bị nhanh lên một chút hảo hành lý, cùng với có người nào cũng muốn cùng đi. Chờ chúng ta rời đi, sẽ phải chờ sang năm lúc này nói xong hạ hàn đái lấy thu yên đi tới bên ngoài thành chuẩn bị cần truyền tống pháp khí mục hạo không nghe được khương khiêm phải ly khai ánh mắt nhìn về phía hắn hỏi khương thiên ngươi thật muốn rời đi loạn châu ân ta muốn đi một chuyến nam châu nơi đó có ta người trọng yếu khương khiêm nói trong đầu không khỏi hiện lên khương tử huyên thân ảnh mục hạo không suy nghĩ một lát sau lộ ra hào sảng nở nụ cười ha 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 ngươi đi nam châu cẩn thận một chút nếu là nam châu gặp phải nguy hiểm tùy thời trở lại loạn châu u mặc thành mãi mãi cũng hoan nghênh người đa tạ trại chủ không đúng bây giờ hẳn là thành chủ khương khiêm mỉm cười trả lời cái gì thành chủ ngươi liền trực tiếp bảo ta mục hạo không là được rồi cũng là huynh đệ trong giọng nói mục hạo không đi tới khương khiêm trước mặt hai tay đặt ở khương khiêm trên bờ vai nói đến nam châu nhất định muốn chú ý cẩn thận ân khương khiêm khẽ gật đầu một lát sau Khương Khiêm đứng dậy bắt đầu hướng về bên ngoài thành đi đến. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Khương Khiêm bóng lưng, không chút do dự đi theo. Cuối cùng có thể trở lại Nam Châu. Giờ khắc này, Gia Cát Thanh Nguyệt không biết chờ đợi bao lâu. Mục Dung Khước chờ tại chỗ bên trên, nhìn xem Khương Khiêm rời đi bóng lưng, vẫn không có xê dịch một bước. Mục Hạo không nhìn xem không nhúc nhích muội muội nói, nha đầu ngốc, đuổi theo à, chờ Khương Thiên đến Nam Châu sau, cũng không biết muốn đi qua bao lâu mới có thể trở về. Thế nhưng là Thế nhưng là, Khương đại ca muốn đi Nam Châu tìm hắn trọng yếu người, ta đi qua chỉ có thể thêm phiền. Nói xong Mục Dung quay đầu nhìn về phía Mục Hạo không, thời khắc này nàng đã là khóc nước mắt như mưa, không biết làm sao. Mục Hạo không nhìn mình muội muội khóc thành bộ dáng như thế, vô cùng đau lòng, chân thành nói. Ca của người ta là một cái tháo hán, không hiểu được tình yêu nam nữ. Nhưng mà, ưa thích không phải liền là muốn đi cướp, bằng không thì làm cái gì thổ phỉ. Huống chi, ngươi vẫn là thổ phỉ đầu lĩnh tử muội muội, không nên càng hiểu chuyện như thế sao